Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ. Tập 57. Chương 561, Cống Phẩm. Đã không thật lòng thì không cần nói. Rốt cuộc các ngươi có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì mời về cho. Minh Không Nữ Vương lãnh đạm nói. Ta muốn gặp vị Minh Nguyệt Thần kia. Nguyên Vô Cực thấy thế cũng không lòng vòng mà nói thẳng. Hừ, Minh Nguyệt Thần đại nhân ngươi muốn là gặp được sao? Minh Không Nữ Vương liếc mắt nhìn gã, lạnh nhạt nói. Ngươi, Huyết Giới Tôn Giả nghe vậy đã nổi giận. Nguyên Vô Cực lại ngăn cản ông ta một phen, vẫn tươi cười hỏi han, chẳng biết làm sao thì Minh Không đạo hữu mới bằng lòng dẫn tiến. Minh Không Nữ Vương thấy gã đã hạ thấp thái độ, nộ khí trong lòng cũng tiêu tán đi không ít, còn nghĩ có lẽ giúp được Minh Nguyệt Thần gia tăng thêm vài tín đồ nên không làm khó gã nữa. Minh Nguyệt Thần đại nhân có nguyện ý gặp ngươi hay không phải chờ xem ta cầu nguyện hỏi ý ngài mới biết được. Minh Không Nữ Vương nghiêm nghị nói, vậy làm phiền rồi. Nguyên Vô Cực nghe vậy, cúi đầu nói. Minh Không Nữ Vương nghe vậy không nói gì thêm mà nhắm mắt ngồi xếp bằng, lòng thành kính cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Trong bí cảnh này viên minh tín đồ của không có bao nhiêu nên nhanh chóng bắt được lời cầu nguyện của Minh Không Nữ Vương nên đã bắt liên lạc. Biết được là Nguyên Vô Cực muốn liên hệ với Minh Nguyệt Thần, viên minh lộ ra vẻ do dự. Hiện tại Nguyên Vô Cực tìm tới cửa, không gặp mặt có vẻ như có vấn đề. Cân nhắc một chút, viên minh bèn đáp ứng. Nguyên Vô Cực nhìn lướt nhanh qua tượng thần rồi thu tầm mắt lại, nhìn Lan Tiêu bên cạnh ra hiệu nàng tới cầu nguyện. Lan Tiêu hiểu ý bèn thầm niệm đại danh Minh Nguyệt Thần trong lòng, nhưng không có tiếng đáp lại. Một lúc lâu sau nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Minh Không Nữ Vương, ánh mắt mang đầy nghi vấn. Tâm vô tạp niệm, tập trung cầu nguyện. Minh Không Nữ Vương tựa hồ sớm có dự liệu bèn lạnh lùng nói. Lan Tiêu trầm ngâm một chút, bình tâm lại, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, lại lần nữa nhìn về phía tượng thần, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm ứng kỳ lạ. Trong chớp mắt, thần thức của viên minh đã hàng lâm, giọng nói vang lên trong thức hải của nàng. Ngươi có chuyện gì cần cầu kiến? Sắc mặt Lan Tiêu biến đổi. Mặc dù nàng ta chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ nhưng tu luyện công pháp đặc thù. Luận về thần hồn lực đã không thua kém gì Nguyên Anh trung kỳ vậy mà giọng nói này lại dễ dàng xâm nhập vào trong thức hải mình. Hồn lực trong thức hải nàng lại không cách nào phát giác có dấu hiệu ngoại lực xâm nhập. Thần minh đại nhân tôn kính, nghe nói chỉ cần thành kính khẩn cầu ngài thì có thể nhận được quà tặng của thần minh. Nàng lập tức bình tĩnh lại, cung kính truyền âm trả lời như thường. Viên minh nghe nàng ta nói vậy không khỏi sửng sốt. Không biết ai đồn nhảm đây, thật coi hắn là đá ước nguyện cầu gì được nấy hay sao? Thành kính tín ngưỡng thì đều được thần linh đáp lại. Viên minh ra vẻ cao thâm trả lời. Lan Tiêu nghe vậy mà mừng rỡ, bèn vội vàng nói, ta nguyện dâng lên ngài tín ngưỡng chân thành cùng cầu nguyện thành kính nhất. Ngươi không phải là thành viên Minh Nguyệt giáo gia, khó mà xưng là tín đồ được. Chỉ là thần yêu thế nhân, trước nay bình đẳng, nếu ngươi nguyện ý gieo xuống thần ấn có thể thành tín đồ của ta, nhận được che chở và ban thưởng của ta. Viên minh tiếp tục nói, nếu thật sự gieo được phù văn hàng hồn thuật trong thức hải của đám người Lan Tiêu thì sau này sẽ bớt phiền toái nhiều. Đương nhiên viên minh biết khó có khả năng này, hắn nói như vậy chẳng qua muốn đề cao giá cả cho đàm phán tiếp theo mà thôi. Thần minh đại nhân, hiểu biết của ta về quý giáo còn nông cạn, vẫn chưa xứng là tín đồ của ngài. Đợi sau này ta siêng năng cầu nguyện, đạt được tư cách rồi lại đến phụng dưỡng ngài vậy. Lan Tiêu uyển chuyển cự tuyệt, đã như thế ta cũng không ép buộc. Vốn chỉ có tín đồ của ta mới có được ban thưởng, niệm tình ngươi thành tâm, có thể hạ cống phẩm đổi lấy vật sở cầu. Viên minh đã sớm dự liệu, nên nói, Lan Tiêu nghe vậy không những thất vọng mà còn mừng rỡ không thôi. Nàng ta vốn không tin tưởng chuyện chỉ cần thành kính cầu nguyện là có thể thu được ban thưởng, biết được có thể dùng vật đổi vật, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Muốn nàng tin tưởng thờ phụng Minh Nguyệt Thần gì gì đó quả là hão huyền, không bằng nàng đi tín ngưỡng Vu Nguyệt Thần kia. Thần minh đại nhân, ta muốn một ít bất hủ huyết ngọc, nguyện ý dùng bốn loại linh tài cửu diệp sinh hoa, băng phách tơ tằm, hồng tang tiên quả cùng nhục ngọc bồ đề làm vật trao đổi, không biết được chăng? Lan Tiêu truyền âm hỏi, nàng tin rằng vị Minh Nguyệt Thần sẽ không cự tuyệt giao dịch này, dù sao giá trị bốn linh tài nàng đưa ra vượt xa so với bất hủ huyết ngọc mà nàng muốn. Nếu ở bên ngoài, trừ băng phách tơ tằm ra thì bất kỳ một thứ còn lại nào cũng đủ để đổi lấy bất hủ huyết ngọc rồi.
nhưng nơi này là bí cảnh ngăn cách với ngoại giới, có rất nhiều bảo bối có tiền cũng không mua được. Mấy thứ này tuy rằng chân quý nhưng Viên Minh nghe tới cũng không nảy sinh sóng to gió lớn nào, chỉ có Hồng Tang Tiên Quả là khác biệt. Lần này bọn họ tham gia tiên quả hội rồi bị cuốn vào một loạt chuyện phiền phức phía sau không phải cũng chỉ vì muốn có được Hồng Tang Tiên Quả hay sao? Ngươi muốn bao nhiêu Bất Hủ Huyết Ngọc? Viên Minh hỏi. 4 khối là đủ. Lan Tiêu vội vàng nói. Có thể, chỉ là linh tài của ngươi cũng cần đủ 4 phần. Viên Minh trả lời. Lan Tiêu nghe vậy chợt sửng sốt, nàng chỉ tính đưa ra 4 linh tài mỗi loại 1 phần, không phải dùng 4 phần trao đổi. Thần Minh đại nhân, cái này... Lan Tiêu còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời. Không cần cò kè mặc cả với ta, nếu không muốn trao đổi thì cứ vậy hủy bỏ đi. Sau này ngươi cũng không cần thử liên hệ với ta nữa, Thần Minh không cần tín đồ đầy lòng ngờ vực và hoài nghi. Viên Minh lạnh nhạt nói, đại nhân hiểu nhầm rồi, không phải ta muốn cò kè. Mặc cả mà 4 loại linh tài kia ta chỉ có được 2 phần, thật sự không bỏ ra nổi 4 phần. Lan Tiêu cười khổ nói, đã như vậy ta chỉ cấp cho ngươi 2 khối Bất Hủ Huyết Ngọc, ngươi còn muốn đổi? Viên Minh hỏi. Đổi? Lan Tiêu cân nhắc một chút, rồi đáp. Nàng sợ mình cân nhắc quá lâu lại bị vị thần minh quái quỷ này nói là không đủ dứt khoát. Nàng nhất định phải có được Bất Hủ Huyết Ngọc cho Nguyên Vô Cực tăng tốc luyện chế huyết thần tử, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Nửa tháng sau hãy đến đây, đừng quên mang theo cống phẩm của ngươi. Viên Minh nói. Dù sao Bất Hủ Huyết Ngọc không sánh được với Băng Phách Tơ Tằm, có muốn cũng không dễ dàng lấy được. Viên Minh cần liên hệ với Nhan Tư Vận thay mình xử lý, hắn cũng không biết qua bao lâu mới có thể lấy được cho nên chừa nửa tháng có lẽ dư giả thời gian đi. Rời khỏi chỗ của Minh Không Nữ Vương, Nguyên Vô Cực mở ra một màn kết giới xong mới hỏi, vị Minh Nguyệt Thần kia thế nào? Rất lợi hại, ta hoàn toàn không phát giác thức hải bị xâm nhập thì đã nghe được giọng truyền âm trong thức hải vang lên. Nếu hắn định xuất thủ với ta có lẽ khó mà ngăn cản được. Sắc mặt Lan Tiêu rất khó coi. Xem ra vị Minh Nguyệt Thần này cũng có chút thần thông, hy vọng hắn có thể lấy ra Bất Hủ Huyết Ngọc. Nguyên Vô Cực nói, từ lúc đó, Viên Minh vẫn chưa nói chuyện này cho Tịch Ảnh mà lập tức liên hệ với Nhan Tư Vận. Chỉ là hắn có hơi ngoài ý là chỗ Bích Thủy Nhu ở Hồng Chi Đảo lại trùng hợp có Bất Hủ Huyết Ngọc. Nhan Tư Vận không đề cập đến chuyện Viên Minh đang cần, mà bỏ ra giá không nhỏ mua lại từ Bích Thủy Nhu. Kết quả là giao dịch này vốn dự tính rằng nửa tháng chưa chắc có được, không ngờ chỉ tốn 3 ngày đã hoàn thành. Khi Minh Không Nữ Vương mang theo Bất Hủ Huyết Ngọc đến tìm, nói muốn hoàn thành giao dịch sớm, Nguyên Vô Cực cảm thấy vô cùng khó tin nhưng đã nhanh chóng bị vui vẻ thay thế. Đến khi Minh Không Nữ Vương mang linh tài rời đi, Huyết Giới Tôn Giả mới không vui nói, sao không trực tiếp làm thịt ả ta đoạt lấy Bất Hủ Huyết Ngọc. Giao dịch này quá thua thiệt. Việc cấp bách trước mắt là giúp ta luyện thành huyết thần tử, không nên làm phức tạp thêm. Đợi đến khi ta luyện thành, chúng ta có thể tìm bọn họ tính sổ toàn bộ. Đồ của Lộng Triều Tán Minh ta không dễ nuốt đến vậy đâu. Nguyên Vô Cực khoát khoát tay áo, thản nhiên nói. Ta biết đại ca ngươi không thể nào chịu thua thiệt như vậy mà. Lan Tiêu cười nói. Mấy ngày tới các ngươi phải cần cù tu luyện, điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Sau đó còn phải đánh một trận ác chiến nữa. Nguyên Vô Cực vừa cười vừa nói. Được. 3 người còn lại vội vàng lên tiếng. Bên kia, Viên Minh lấy được bảo vật Minh Không Nữ Vương mang về bèn đi tìm Tịch Ảnh. Hồng Tang Tiên Quả, ngươi lấy từ đâu vậy? Tịch Ảnh nhìn thấy Viên Minh lấy bảo vật ra, không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt còn lóe lên vẻ kinh hỉ. Sơn Nhân tự có diệu kế, có Hồng Tang Tiên Quả rồi, ngươi thử luyện chế Ngũ Hành Ngưng Anh Đan xem sao. Chỉ tiếc hơi ít, chỉ có 2 phần. Viên Minh cười nói. Đã đủ rồi. Tịch Ảnh nhìn Viên Minh, ánh mắt sáng ngời gật đầu nói. Viên Minh bị nàng nhìn chằm chằm mà ngượng ngùng, vội vàng dục. Vậy ngươi nhanh luyện chế đan dược đi, ta hộ pháp cho ngươi. Tuyệt vời. Tịch Ảnh cười sán lạn. Thời gian thoáng cái đã qua 7 ngày. Tịch Ảnh thuận lợi luyện thành Ngũ Hành Ngưng Anh Đan, nàng thuận thế bắt đầu bế quan thử trùng kích lên Nguyên Anh Kỳ. Bởi bản thân ở bên trong không gian Thâu Thiên Đỉnh nên cũng không phải lo về vấn đề an toàn. Viên Minh chỉ cần cam đoan bản thân cùng Thâu Thiên Đỉnh an toàn là được, không cần phải phí sức giúp Tịch Ảnh hộ pháp. Vào một ngày, trong không gian Thâu Thiên Đỉnh, Viên Minh chợt nhướng mày, bấm quyết vung lên. Một luồng ánh sáng màu tím từ trong túi linh thú chui ra, nhanh chóng ngưng tụ trước người Viên Minh hóa thành một thiếu nữ mặc áo tím, là Hoa Trì.
Thân thể nó đã cao lớn không ít, ngũ quan nhu hòa hơn hẳn trước kia, dấu vết yêu đằng còn lưu lại đôi chút lúc trước đều đã biến mất, hoàn toàn hóa thành hình người. Khí tức của Hoa Chi cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất, yêu khí chấn động cường đại khắp bốn phía đã lên tới trình độ cấp 4. Ngủ lâu như vậy cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, Viên Minh khẽ nói. Hơn một năm trước Hoa Chi đã đột phá cấp 4 nhưng sau khi đột phá vẫn luôn ngủ say trong túi linh thú, không biết là đã làm sao. Lúc này Viên Minh cũng không thi triển ảo thuật che giấu không gian Thâu Thiên Đỉnh. Hoa Chi đã đi theo hắn lâu rồi, để nó biết được Thâu Thiên Đỉnh cũng không có vấn đề gì. Chủ nhân, không phải người ta cố ý ngủ say mà là do tác dụng phụ của cộng sinh chi thuật, mỗi lần thi triển phải ngủ say một hồi lâu mới khôi phục được nguyên khí. Hoa Chi ấm ức giải thích, nói vậy là ngươi đã dung hợp với Tử Cực Thái Tuế thành công rồi ư? Hai mắt Viên Minh sáng lên. Đương nhiên, ta đã nắm giữ được thần thông của Tử Cực Thái Tuế rồi, thần thông hút độc tăng tiến cực lớn. Sai nhân độc của chủ nhân thế nào rồi, để ta khu trừ nó giúp ngươi. Hoa Chi nhấc tay lên, một nhánh dây đằng màu tím từ lòng bàn tay nó bắn ra. Độc đã giải rồi, chờ ngươi tới cứu chắc ta đã thành thi thể mất rồi. Viên Minh tức giận nói. Chủ nhân có phúc tinh chiếu sáng, gặp dữ hóa lành, làm sao bị thứ độc nhỏ nhoi này vây khốn được. Ta sớm biết chủ nhân có thể hóa giải độc này nên mới an tâm ngủ lâu như vậy. Hoa Chi cười hắc hắc, lớn tiếng nói. Được rồi, nói cho ta biết chuyện dung hợp Tử Cực Thái Tuế lần này cùng với tình hình sau đột phá thế nào. Viên Minh nói. Chương 562, Thử Luyện. Hoa Chi nghe vậy, thu hồi vẻ vui cười, cẩn thận kể lại biến hóa đột phá lần này. Viên Minh nghe vậy, mắt lộ dị sắc, liên tục gật đầu. Lần này ta có thể thuận lợi đột phá, nhờ có, chủ nhân không ngừng tiếp tế, bằng không ta cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Chủ nhân yên tâm, về sau có trận đánh ác liệt gì, cứ để ta lên. Hoa Chi vỗ ngực, cười nói, nghe ngươi nói như vậy, ta rất yên tâm. Viên Minh gật đầu, thời gian chảy xuôi, rất nhanh trôi qua mấy tháng. Viên Minh ngồi xếp bằng bên cạnh tế đàn, đột nhiên mở to mắt, đứng dậy. Trong Thâu Thiên Đỉnh, linh lực nồng đậm bắt đầu dũng động, hình thành một vòng xoáy linh khí to lớn, tụ tới Tịch Ảnh. Trên tụ linh thụ sáng lên bạch quang lóa mắt, một cỗ thiên địa linh khí tinh thuần từ trong đó chảy xuôi ra, hóa thành một đạo quang trụ tụ vào thể nội Tịch Ảnh. Quanh thân nàng sáng lên quang mang, pháp lực trong kinh mạch như sóng chiều trào lên, hội tụ tới đan điền. Rốt cuộc kết anh sao? Viên Minh thì thào nói. Bàng bạc pháp lực rót vào kim đan Tịch Ảnh, kim đan dâng lên từng cơn quang huy, càng ngày càng sáng. Kết anh cần thời gian dài dằng dặc, không phải một lần là xong. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh qua một tháng. Kim đan trong đan điền Tịch Ảnh sáng lóa, mắt thường khó mà nhìn thẳng. Một cỗ khí tức hoạt bát vẫn sức chờ phát động, muốn phá xác mà ra. Ngay lúc này, Tịch Ảnh bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, thần hồn thức hải tách ra một mảnh, dung nhập vào kim đan. Lông mày Viên Minh khẽ động, Tịch Ảnh sử dụng là phương pháp phân hồn kết anh, chỉ là phân hồn nàng so với phân hồn thứ ba của mình hơi khác biệt, thiếu linh động, có chút khô khan. Phân hồn và kim đan dung hợp, pháp lực và lực lượng thần thức bắt đầu tụ tập, kim đan phát sinh biến hóa, hóa thành một tinh hạch hơi mờ lớn chừng quả đấm. Theo pháp lực trong cơ thể nàng không ngừng dâng lên, trên tinh hạch quang mang nồng đậm, càng như vật sống dãy giụa, mọc ra tứ chi cùng một cái đầu tròn. Viên Minh nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn cách đột phá Nguyên Anh rất xa nhưng một phen quan sát này vẫn có cảm ngộ không ít. Chỉ thấy trên đầu kia, ngũ quan hình dáng dần dần hiển hiện, từ mơ hồ dần dần rõ lên. Đợi đến ngũ quan triệt để ngưng tụ thành công, thân thể nó cũng càng thêm sinh động, bộ dạng thoạt nhìn thình lình chính là một phiên bản thu nhỏ bỏ túi của Tịch Ảnh. Đúng lúc này, lực lượng thần thức không ngừng co vào, tụ hợp vào thể nội phiên bản Tịch Ảnh thu nhỏ kia. Đôi mắt nó bỗng nhiên mở ra, hai đạo thần quang linh động từ đó lộ ra, phảng phất hài đồng mới sinh, tràn đầy hiếu kỳ với ngoại giới. Chỉ thấy thân ảnh nó phiêu động, từ trong thức hải Tịch Ảnh bay ra, vòng quanh thân thể của mình một vòng, lại liếc mắt nhìn Viên Minh thủ hộ nơi xa, sau đó bay trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tịch Ảnh mở hai mắt ra, khí tức toàn thân bỗng nhiên bộc phát, thình lình đã là một tu sĩ Nguyên Anh chân chính. Chúc mừng, khổ tu nhiều năm, rốt cuộc bước vào Nguyên Anh kỳ. Sắc mặt hắn buông lỏng, truyền âm chúc mừng. Tịch Ảnh xa xa gật đầu với hắn,
tiếp tục, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, từ tụ linh thụ không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí, bắt đầu củng cố tu vi của mình. Một bên khác, chỗ đám người Lộng Triều Tán Minh đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên truyền đến một hồi cuồng tiếu vang vọng đất trời. Một bóng người từ lòng đất xông ra, thân hình bay xuống trước mấy người huyết giới tôn giả. Đại ca, huynh xuất quan. Băng Ly thấy thế, lập tức nghênh đón. Huyết thần tử đã luyện thành rồi. Huyết giới tôn giả lộ vẻ kinh hỉ, hỏi. Nguyên Vô Cực gật đầu nhẹ, trong hai con ngươi hiện lên một vệt đỏ sậm, rất nhanh biến mất không thấy nữa. Nhưng trong nháy mắt đó, trên người y tựa hồ có một cỗ huyết sát khí nồng đậm không phát tán ra, làm cho đám huyết giới tôn giả đồng loạt tâm thần siết chặt, một luồng hơi lạnh không khỏi dâng lên sau sống lưng. Cũng may cảm giác này chỉ thoáng qua một cái chớp mắt, rất nhanh khôi phục như thường. Quá tốt rồi, đại ca có huyết thần tử tương trợ, lực lượng chúng ta đối kháng bất tử yêu thụ cũng tăng cường rất nhiều. Kinh ngạc qua đi, Lan Tiêu mừng rỡ nói, không sai, như vậy tỷ lệ chúng ta còn sống đi ra cũng gia tăng thật lớn. Băng Ly cũng vui vẻ nói, đại ca, chiến lực huyết thần tử này thế nào? Huyết giới tôn giả hỏi, chưa từng thử, còn khó nói. Nguyên Vô Cực suy nghĩ một chút, nói, đáng tiếc, trong bí cảnh này không có yêu thú để thử một hai. Băng Ly thở dài, vậy không bằng dứt khoát tìm Minh Không Nữ Vương luyện tay một chút, nàng không phải vừa mới luyện thành băng phách kỳ bà à? Vừa vặn giáo huấn nàng một chút, cũng xả được một hơi. Huyết giới tôn giả bỗng nhiên nhíu mày, nói, đề nghị này cũng không tệ. Băng Ly xoa xoa cằm, gật đầu phụ họa. Nguyên Vô Cực nghe vậy, không nói gì, bất quá huyết giới tôn giả ngược lại nhắc nhở y, khiến y không khỏi mỉm cười. Một Minh Không Nữ Vương cũng đáng để ta vận dụng huyết thần tử sao? Sau lưng nàng không phải vẫn còn Minh Nguyệt Thần à, có thể nhờ vào đó thăm dò một chút sâu cạn thần minh kia. Nguyên Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói. Như vậy có mạo hiểm quá không? Chúng ta không hiểu rõ về thần minh kia. Hắn có thể xuyên thấu không gian bí cảnh lấy đồ vật phía ngoài, chỉ sợ trên người có đạo hạnh đấy. Lan Tiêu chần chừ nói. Không sao, nếu thật sự để vị Minh Nguyệt Thần này hiện thân, dù bại cũng không phải chuyện xấu, hắn càng cường đại, tương lai chúng ta đối mặt bất tử yêu thụ thì phần thắng càng lớn hơn. Nguyên Vô Cực lại khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Đại ca nói không sai, huống hồ có huyết thần tử tại đây, đại ca làm sao thua được. Huyết giới tôn giả cười nói. Chỉ cần đại ca thắng, về sau những người kia sợ là cũng không thể không nghe theo đại ca điều khiển. Cứ như vậy, về sau đối chiến bất tử yêu thụ, lúc tối hậu cũng có thể. Băng Ly còn chưa dứt lời, mấy người khác cũng đã hiểu. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, lập tức tìm đến Minh Không Nữ Vương. Nhìn thấy đám người lại tìm tới cửa, Minh Không Nữ Vương lạnh lùng, vẫn như cũ sắc mặt không tốt. Các ngươi tới đây làm gì? Nàng nhíu mày hỏi. Ta muốn gặp vị Minh Nguyệt Thần kia. Nguyên Vô Cực vừa cười vừa nói. Ngươi tìm thần Minh Đại Nhân, có chuyện gì? Minh Không Nữ Vương hỏi. Ngươi bảo hắn hiện thân, ta muốn nói chuyện với hắn. Nguyên Vô Cực nói. Hừ, ngươi đang mê sảng à, ta thành kính thờ phụng Minh Nguyệt Thần Đại Nhân, ngày ngày chân thành cầu nguyện, cũng không thể gặp được chân thân thần Minh Đại Nhân. Ngươi một câu muốn gặp, ngươi xứng sao? Minh Không Nữ Vương cảm giác giống như nghe chuyện buồn cười nhất. Châm chọc nói, nếu vậy, ngươi căn bản chưa từng gặp Minh Nguyệt Thần. Bạch Lân thượng nhân kia thì sao? Nguyên Vô Cực cau mày nói, nếu người nào cũng có thể nhìn thấy, còn xưng thần Minh thế nào? Minh Không Nữ Vương hỏi ngược lại. Hẳn là Minh Nguyệt Thần kia căn bản không ở trong bí cảnh này, hoặc là căn bản không thể đến bí cảnh này. Nguyên Vô Cực nhăn mày hỏi, nhưng nghĩ lại, y lại cảm thấy không đúng. Lần trước thần niệm Minh Nguyệt Thần hoàn toàn chính xác đến thức hải Lan Tiêu, còn câu thông với nàng. Đồng thời thông qua thủ đoạn nào đó giúp nàng lấy được bất hủ huyết ngọc, vậy không giống như không thể tiến vào bí cảnh. Minh Không Nữ Vương nghe vậy trì trệ, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Nguyên Vô Cực lập tức nhìn ra, nàng hình như không biết đáp án vấn đề này. Ngươi thử cầu nguyện, hắn có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Sắc mặt Nguyên Vô Cực trầm xuống, nhìn về phía Minh Không Nữ Vương. Minh Không Nữ Vương phát giác được một tia không ổn, trong lòng vang lên cảnh báo, vừa cầu nguyện viên minh, vừa trong tay lóe lên ngân sắc quang mang, một tỳ bà như thủy tinh được nàng ôm trong ngực. Nhìn thấy động tác của nàng, mấy người Nguyên Vô Cực lại không hoảng hốt, từng kẻ đầy hứng thú nhìn về phía nàng. Đây chính là thanh băng phách tỳ bà của ngươi, thoạt nhìn phẩm cấp không tệ. Nguyên Vô Cực hơi dò xét, lộ ra vẻ tán thành, gật đầu nói.
Dứt lời, y vung tay lên, trong tay áo nổi lên huyết quang, ba thanh phi châm huyết hồng bắn nhanh ra, thẳng đến mặt Minh Không Nữ Vương. Minh Không Nữ Vương thấy thế, lui về phía sau một bước, đứng vững, một tay gảy đàn. Trên dây đàn mảnh khảnh lập tức phát ra một hồi tiếng vang chói tai như mưa, từng đạo sóng âm màu lam nhạt mắt thường có thể thấy được cuồn cuộn đến, đánh vào ba huyết sắc phi châm kia. Huyết sắc phi châm đâm về phía trước lập tức đọng lại, treo ở giữa không trung, mặt ngoài bò lên một tầng băng tinh thật mỏng. Còn không đợi Nguyên Vô Cực triệu hồi, ở giữa không trung vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành bột mịn. Mấy người Nguyên Vô Cực thấy thế, đều kinh ngạc. Ba huyết châm này là một trong pháp bảo lúc trước Nguyên Vô Cực thường dùng, mặc dù ngày nay đã không xứng với thực lực y, nhưng đã từng giúp y giết không ít đối thủ, thực lực cũng không yếu. Không ngờ chỉ vừa đối mặt, ba huyết châm đã bị phế đi. Là ngươi muốn chết, không oán ta được. Minh Không Nữ Vương phóng tới, đột ngột xuất hiện trước. Người Nguyên Vô Cực, lần nữa gảy dây đàn. Lại một hồi thanh âm mưa chói tai vang lên, sóng âm màu lam càng thêm dày đặc, tầng tầng lớp lớp bay ra, không sai chút nào đánh vào ngực Nguyên Vô Cực. Vị trí y bị đánh trúng, trong nháy mắt ngưng kết ra một mảnh băng tuyết. Ánh mắt Nguyên Vô Cực nhảy một cái, lập tức cảm giác cả người như rớt vào hầm băng, gần như không thể động đậy. Minh Không Nữ Vương thấy một kích thành công, trên mặt lộ ra ý cười, phòng bị những người khác xuất thủ công kích, vội vàng triệt hồi ra sau, kéo dài khoảng cách với mấy người. Bất quá có chút kỳ quái là, ba người huyết giới tôn giả cũng không có vẻ muốn xuất thủ. Bọn họ không có công kích Minh Không Nữ Vương, cũng không giúp Nguyên Vô Cực, chỉ đứng ngoài quan sát hết thảy phát sinh trước mắt. Lúc này, chỉ thấy chỗ ngực Nguyên Vô Cực sáng lên một mảnh huyết quang, một đạo huyết sắc tàn ảnh từ đó tách rời ra. Bao trùm lên băng tinh màu lam, trong nháy mắt nó bị huyết sắc hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Minh Không Nữ Vương cảm thấy hoa mắt, một đạo huyết sắc nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, khuôn mặt huyết sắc mơ hồ kia gần như dán vào mặt nàng. Hô hấp của nàng bỗng nhiên trì trệ, cả người cứng ngay tại chỗ, cảm thấy một thân huyết dịch không khống chế được muốn thoát ly thân thể của nàng, tiến vào thể nội huyết sắc nhân ảnh kia. Mà băng phách tỳ bà trong tay nàng thì đã bị ô chọc, mặt ngoài bị ăn mòn ra vết tích mấp mô. Bất quá, cũng may Nguyên Vô Cực cũng không có ý muốn giết chết nàng. Y chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, huyết sắc nhân ảnh bay ngược trở về, rơi vào thân Nguyên Vô Cực, biến mất không thấy. Minh Không Nữ Vương lúc này mới từ cảm giác áp bách ngạt thở thoát ra, mãnh liệt hô hấp. Nàng nhìn pháp bảo trong tay bị ô nhiễm, đau lòng, lại phẫn nộ, đồng thời cũng nghĩ mà sợ, đến giờ phút này nàng mới biết mình và Nguyên Vô Cực chênh lệch lớn cỡ nào. Ngươi nói xem nếu ta hạ sát thủ với ngươi, Minh Nguyệt Thần đại nhân mà ngươi thờ phụng, có xuất thủ can thiệp không? Nguyên Vô Cực mở miệng hỏi. Minh Không Nữ Vương chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Nguyên Vô Cực, không nói một lời. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 563, kích động. Nguyên Vô Cực thấy Minh Không Nữ Vương im lặng không nói, trong đôi mắt lần nữa sáng lên huyết quang, khí tức huyết ảnh kinh khủng kia lần nữa phóng thích, lần này y không giữ lại. Ta không biết, đại khái là sẽ không, có lẽ chỉ có thần sứ đại nhân mới có thể triệu hoán thần minh đến. Trong lòng Minh Không Nữ Vương run lên, vô thức mở miệng nói. Chỉ là vừa nói ra miệng, nàng có chút hối hận, nhưng đã quá muộn. Thần sứ, sứ giả Minh Nguyệt Thần, hắn là ai? Nguyên Vô Cực lập tức hứng thú, hỏi. Vị viên đạo hữu kia. Minh Không Nữ Vương biết không thể che giấu, đành phải nói. Tu sĩ kết đan kỳ kia. Nguyên Vô Cực nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Minh Không Nữ Vương không nói gì thêm, bất quá giờ khắc này, trầm mặc cũng đại biểu ngầm thừa nhận. Hắn ở nơi nào? Nguyên Vô Cực lập tức truy vấn. Không biết. Minh Không Nữ Vương lắc đầu nói. Nàng thật không biết Viên Minh ngày nay đang ở chỗ nào. Trước đây nàng đã từng vụng trộm đi qua chỗ sơn cốc Viên Minh, nhưng không phát hiện tung tích của hắn, mà mình liên hệ với Viên Minh đều là một chiều. Nhưng nàng càng không thể biết, Viên Minh đã sớm biết rõ chuyện ở đây như lòng bàn tay. Ban đầu, Minh Không Nữ Vương cầu nguyện, hắn đã chú ý tới tình huống nơi này. Chỉ bất quá hắn muốn mượn Minh Không Nữ Vương để xem thực lực Nguyên Vô Cực, mới không trả lời. Chỉ là sau khi xem, hắn có chút mờ mịt, không rõ đạo huyết ảnh từ trên thân Nguyên Vô Cực lao ra là cái gì. Rất tương tự huyết thần khôi lỗi lúc trước tại Lạn Kha Sơn theo dõi bọn hắn,
nhưng lại không giống lắm. Nghe Viên Minh kể lại chuyện này, Tịch Ảnh nhíu mày trầm ngâm thật lâu, mới nói, xem ra, Nguyên Vô Cực tựa hồ không có ý đả sinh đả tử, sở dĩ tìm tới cửa. Ngoại trừ muốn biết nội tình Minh Nguyệt Thần, còn muốn mượn cơ hội lập uy, đoán chừng cũng là vì tương lai cùng nhau đối phó Bất Tử Yêu Thụ, nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn. Ta cảm thấy cũng là như thế. Viên Minh gật đầu đồng ý. Ngươi tính thế nào, không đi gặp hắn sao? Tịch Ảnh lộ ý cười, hỏi. Huyết sắc nhân ảnh kia có chút cổ quái, nếu thật sự động thủ, chỉ sợ phải xuất ra rất nhiều át chủ bài mới được. Viên Minh chậm rãi nói. Hắn cũng không muốn vào lúc này bại lộ quá nhiều thực lực, nhưng nhìn dáng vẻ Nguyên Vô Cực, chỉ sợ sẽ không đơn giản rời đi. Chủ nhân, nếu không để cho ta đi thử xem. Lúc này, Hoa Chi liên tục đợi ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi mặc dù đã cấp 4 nhưng đối đầu với Nguyên Anh hậu kỳ Nguyên Vô Cực, phần thắng không lớn. Tên kia sẽ không ra tay độc ác với ta, đối với ngươi sợ là khó nói, vạn nhất xem ngươi là đồ tử đồ tôn của Bất Tử Thụ, coi như quá oan uổng. Viên Minh lắc đầu nói, nghe lời ấy, trên mặt Hoa Chi lập tức lộ ra vẻ không phục, nói, yên tâm đi, chỉ là luận bàn. Trong bí cảnh này không ai mạnh hơn ta, mà ta mặc dù mới vào cấp 4, lại có thần thông của mình, vừa vặn đến thử xem. Ngươi muốn thử một chút cũng không phải không được, bất quá hết thảy nghe ta chỉ huy. Viên Minh hơi chần chừ, sau đó mở miệng nói, ánh mắt quét về phía vết kiếm hẻm núi phía trước tế đàn. Không gian bên ngoài Thâu Thiên Đỉnh, Nguyên Vô Cực thấy Minh Không Nữ Vương chậm chạp không chiếm được đáp án, ánh mắt lạnh dần. Đang lúc y muốn động thủ, trên mặt đất cách đó không xa bỗng nhiên có rậm rạp nhánh cây phá đất chui lên, dây dưa ngưng tụ, hóa thành một tử sam thiếu nữ xinh đẹp. Mọi người thấy một màn này, đều tế lên pháp bảo, vô thức tưởng nàng là đồng loại Bất Tử Thụ. Ánh mắt Nguyên Vô Cực quét qua, thần, thức đảo qua thân thân Hoa Chi, lại phát hiện khí tức không giống Bất Tử Thụ tộc, lông mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ta là người hầu Minh Nguyệt Thần, ngươi không phải muốn tìm Minh Nguyệt Thần đại nhân à? Hoa Chi dựa theo Viên Minh dặn dò, nói, vị Minh Nguyệt Thần này dự định để người hầu tới đuổi bản tọa đi sao? Nguyên Vô Cực hiểu ý tứ nàng, cười lạnh nói, chủ nhân nói, có ta xuất thủ là đủ. Hoa Chi khinh miệt nhìn y một cái, nói, Nguyên Vô Cực cười lạnh, chỉ là yêu thú cấp 4, khẩu khí cũng không nhỏ. Vừa dứt lời, thân ảnh y đột nhiên biến mất trước mắt mọi người, chợt đột ngột xuất hiện trước người Hoa Chi, nâng lên một chưởng đánh tới nàng. Một bàn tay lớn màu đỏ ngòm trống rỗng toát ra, quét ngang tới. Hoa Chi bị một kích bất thình lình làm cho giật nảy mình, cũng may thực lực nó đạt đến cấp 4, tốc độ phản ứng nhanh hơn rất nhiều, thân hình kịp thời rút lui, song trưởng đón lấy Nguyên Vô Cực. Nó đẩy ra song trưởng hóa thành từng chiếc dây leo, nhanh chóng kéo dài, hai bàn tay do nhánh dây đan xen, rất nhanh hóa thành một mặt thuẫn dây leo hình tròn to lớn. Bàn tay lớn màu đỏ đập vào thuẫn dây leo, bộc phát ra một tiếng nổ đùng. Đằng thuẫn ứng thanh nổ bể ra, hóa thành vô số bột mịn vẩy xuống tứ tán. Hoa Chi cho dù đã kéo ra khoảng cách, cánh tay kéo dài vẫn bị bạo liệt, liên tục tạc đoạn đến gần bả vai mới tiêu trừ dư lực. Vị đạo hữu này, đột nhiên tập kích ngược lại không có gì, chỉ là không thể thành công, đúng là đáng xấu hổ. Chỗ cụt tay Hoa Chi lấp lóe tử quang, hai cánh tay mới cấp tốc mọc ra, trên mặt nở nụ cười nói. Trong mắt Nguyên Vô Cực lóe lên một tia dị dạng, hơi kinh ngạc với phản ứng của Hoa Chi, y vốn ôm lấy tâm tư dùng thủ đoạn lôi đình giết chết đối phương. Bức bách Minh Nguyệt Thần hiện thân, cho nên một trưởng kia nhìn như hời hợt, kỳ thực vận dụng tám thành lực lượng. Yêu thú nhỏ, ngược lại miệng lưỡi bén nhọn, bất quá ta không có hứng thú chơi đùa với ngươi, vẫn là để chủ nhân của ngươi tới đi, nếu không một kích sau đừng trách ta không lưu thủ. Nguyên Vô Cực tán đi huyết quang trong tay, nói. Đánh thắng ta, ngươi tự nhiên có thể gặp chủ nhân. Hoa Chi không quá thuần thục nhếch miệng cười một tiếng, nói, muốn chết. Trong mắt Nguyên Vô Cực đại thịnh huyết quang, chỗ ngực có một đạo huyết quang đột nhiên nhảy ra. Chỉ thấy trong huyết quang kia hiện ra một bóng người mơ hồ, tốc độ cực nhanh lao đến Hoa Chi, trong nháy mắt đã đến trước người nó. Hoa Chi lập tức cảm giác được một cỗ khí tức huyết sát cường đại vô cùng bao phủ thân, loại khí tức kia thập phần đặc biệt. Bạo ngược, khát máu, ô chọc, còn mang theo vài phần âm lệ, khiến trong lòng nó cũng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi và chán ghét. Đừng sợ, ngay lúc này, thanh âm Viên Minh vang lên trong thức hải nó, trong nháy mắt loại trừ sợ hãi của nó. Ánh mắt Hoa Chi trở nên kiên định,
thân thể đột nhiên hóa thành vô số nhánh dây, như mở ra một miệng lớn thôn thiên, chẳng những không tránh né, ngược lại còn một ngụm nuốt vào đạo huyết sắc nhân ảnh kia. Động tác này làm những người khác sợ ngây người, muốn chết. Nguyên Vô Cực lộ vẻ cười lạnh, huyết thần tử của y am hiểu nhất là thôn phệ pháp lực địch nhân, chui vào thể nội đối phương càng như cá gặp nước. Đằng yêu cấp 4 này đã muốn chết, y không ngại bồi bổ huyết thần tử vừa mới luyện thành. Cũng chính lúc này, rất nhiều xương trắng trống rỗng toát ra, bao phủ lại tất cả mọi người ở đây. Trong sương mù ẩn chứa một loại lực lượng cổ quái, thần thức vận chuyển trở nên gian nan, trước mắt càng hiện ra rất nhiều huyễn cảnh, Nguyên Vô Cực cũng không ngoại lệ. Trong sương mù trắng, thân thể Hoa Chi bay ngược ra sau, thân thể một phân thành hai, phân thân mang theo huyết sắc nhân ảnh kia chui xuống đất, chợt biến mất không thấy, xuất hiện trong không gian thâu thiên đỉnh. Trong không gian thâu thiên đỉnh cũng tràn ngập nồng đậm xương trắng, không nhìn thấy gì. Trên đầu thân ảnh màu đỏ hiện ra hai con mắt màu đỏ ngòm, theo phân thân Hoa Chi xuyên qua. Phân thân Hoa Chi trong nháy mắt hóa thành một cỗ thi thể khô héo, một tia khí tức cũng không lưu lại, rơi xuống phía dưới. Thân thể huyết ảnh khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn tới trước, con mắt cơ cảnh quét nhìn bốn phía. Vào thời khắc này, sương mù phía trước đột nhiên biến mất, một đạo hồng câu màu đen thật dài xuất hiện ở phía trước, phía trên không có chút điểm xương trắng, cực kỳ dễ thấy và quỷ dị. Huyết ảnh bỗng nhiên dừng lại bên cạnh hồng câu, không tiếp tục đi tới. Thật thông minh, một thanh âm từ trong xương trắng bên cạnh truyền ra. Huyết ảnh bỗng nhiên nhìn lại nơi đó, như điện bay nhào tới. Một bàn tay từ trong xương trắng nhô ra, nắm huyết ảnh vào trong hư không một cái. Thân ảnh màu đỏ ngòm thấy hoa mắt, sau một khắc chẳng biết thế nào, hồng câu to lớn lại xuất hiện ở phía trước. Huyết ảnh lộ ra kinh hãi, vội vàng bắn ra ngoài hồng câu, nhưng kiếm khí kinh khủng từ trong hồng câu bộc phát, nuốt sống hết thảy phía trên. Xẹt một tiếng vang nhỏ, thân ảnh màu đỏ ngòm trong nháy mắt bốc hơi biến mất, một tia vết tích cũng không để lại. Phía ngoài, một cơn gió lớn trống rỗng xuất hiện, đơn giản thổi tan hơn phân nửa sương mù màu trắng. Trong tay Nguyên Vô Cực thêm ra một chiếc quạt lông màu vàng, đang muốn quạt thêm nữa, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Y chợt phát hiện, Hoa Chi vẫn đứng phía trước, mà liên hệ giữa bản thân và huyết thần tử đã bị cắt đứt, đồng thời không phải loại cảm giác bị ngăn cản kia, mà hoàn toàn không cảm ứng được nó tồn tại. Nguyên Vô Cực lập tức cảm giác khí huyết cuồn cuộn, nghiêm nghị quát, huyết thần tử của ta đâu? Ngươi đã làm gì nó? Vật kia xác thực lợi hại, ta địch không lại nó, bất quá chủ nhân của ta đã xuất thủ, diệt sát nó rồi. Tâm thần Hoa Chi đại định, mở miệng nói, giết nó cho ta. Nguyên Vô Cực giận tím mặt, không để ý. Tới thăm dò nữa, lớn tiếng gầm thét lên. Ở sau lưng y, đám huyết giới tôn giả thấy Nguyên Vô Cực đột nhiên thất thố như vậy, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhao nhao muốn động thủ. Lúc này, cách đó không xa Lưu Quang Phi độn đến, lại là Bạch Lân Thượng Nhân cùng Hắc Trúc Tẩu nhận được chỉ thị của Minh Nguyệt Thần, chạy tới hỗ trợ. Minh Không Nữ Vương do dự một chút, cũng đứng bên Hoa Chi. Nhân mã hai phe giằng co, bầu không khí khẩn trương đến cực hạn, một trận đại chiến hết sức căng thẳng sắp diễn ra. Nhưng vào lúc này, lại có dị biến nảy sinh. Chỉ thấy toàn thân đám Nguyên Vô Cực, huyết giới tôn giả bỗng nhiên phát lên một tầng sương mù màu hồng. Từng đóa hoa thịt to lớn màu sắc đỏ tươi đột nhiên từ trên làn da sinh trưởng ra, nở rộ yêu diễm. Cùng lúc đó, đám Nguyên Vô Cực cảm giác pháp lực toàn thân cấp tốc bị xói mòn. Đây là cái gì? Mấy người biến sắc, trên thân sáng lên các loại quang mang, đơn giản xé rách hoa thịt. Nhưng mà càng nhiều đại hoa tiếp tục mọc ra, căn bản giết không hết. Bất quá trong chốc lát, đan điền mấy người xuất hiện cảm giác trống rỗng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, vội vàng rút lui ra sau. Hắc hắc, đây là bào tử của ta, lần công kích thứ nhất của ta đã ký sinh trong cơ thể các ngươi, hiện tại bất quá là nở hoa kết trái mà thôi. Hoa Chi lộ ý cười, thoải mái nói, đây là sau khi nó đột phá đến cấp 4, vừa thức tỉnh năng lực ký sinh. Năng lực này dung hợp đặc tính nọc độc trong suốt của tử cực thái tuế, bào tử không chỉ tinh tế vô cùng, cũng giống nọc độc trong suốt không thể nhận ra, không ngờ đám Nguyên Vô Cực cũng không thể phát hiện. Thế nào, còn muốn đánh nữa không? Chủ nhân nhà ta cảm thấy ngươi có chút bản sự, cũng muốn chơi đùa với ngươi một chút. Ánh mắt Hoa Chi khiêu khích nhìn về phía Nguyên Vô Cực, tiếp tục nói. Sắc mặt Nguyên Vô Cực tái xanh, trong đôi mắt lần nữa sáng lên huyết quang, ngoài thân đột nhiên bao trùm một tầng huyết ảnh mơ hồ.
đóa hoa thịt mọc đầy toàn thân bị huyết ảnh ăn mòn nhanh chóng mục nát, rất nhanh bong ra từng mảng, bào tử ký sinh trong cơ thể y cũng bị huyết quang làm tan rã. Hoa Chi cảm ứng được cảnh này, ánh mắt trầm xuống. Ba đạo huyết quang từ lòng bàn tay Nguyên Vô Cực bắn ra, dung nhập vào huyết giới tôn giả, Lan Tiêu, Băng Ly, tiêu diệt hết bào tử trên thân bọn họ. Đi, chúng ta trở về. Nguyên Vô Cực nhìn Hoa Chi, mấy hơi thở sau xoay người rời đi. Chương 564, Tâm Ma Kiếp. Mấy người còn lại thấy vậy cũng mang theo vẻ khó coi mà đi. Mãi đến khi đi xa, huyết giới tôn giả mới một mực đè nén hỏi, đại ca, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ta luyện thành hai bộ huyết thần tử, vừa rồi đã tổn thất một bộ. Nguyên Vô Cực không quay đầu lại đáp, cái gì? Tổn thất một bộ huyết thần tử? Băng Ly kinh hô lên. Minh Nguyệt thần kia thật sự sâu không lường được. May mà hắn cũng có chỗ cố kỵ nên không thật sự muốn đối phó ta. Lần này là ta tính sai. Nguyên Vô Cực thở dài, chậm rãi nói, tâm tình gã hôm nay rất phức tạp. Lần này xem như dò ra được thực lực của Minh Nguyệt thần cực mạnh, quả thật là một mối uy hiếp với bất tử thụ. Nhưng gã lại tổn thất vô ích một bộ huyết thần tử, là thiệt thòi lớn. Mà bên đối kia, Hoa Chi dùng thân phận người hầu của Minh Nguyệt thần trấn an mấy người Minh Không Nữ Vương một chút rồi quay trở lại trong không gian Thâu Thiên Đỉnh. Trận chiến vừa rồi cũng khiến nàng hao tốn không ít sức lực, cần phải tu dưỡng một trận mới có thể khôi phục hoàn toàn được. Viên Minh cũng qua trận chiến vừa rồi hiểu được chút ít thần thông của huyết thần tử, coi như không uổng phí nỗ lực của Hoa Chi. Chỉ là thu hoạch lớn nhất vẫn là có thể trấn nhiếp được những người lộng triều tán Minh kia, tin rằng vấp ngã lần này khiến bọn họ tỉnh ra, có thể yên tĩnh một đoạn. Qua chuyện này, quả thật lộng triều tán Minh không đến khiêu khích nữa, mấy phương nhân mã đều bình an vô sự, thỉnh thoảng lại cử hành trao đổi hội. Lúc lộng triều tán Minh cần nhờ cậy Minh Nguyệt thần hỗ trợ vật phẩm ngoại giới cũng mang theo thái độ cung kính nhiều hơn. Bí cảnh dần dần trở nên hài hòa chưa từng có, nháy mắt đã qua 20 năm. Bên trong Thâu Thiên Đỉnh, đài sen bạch ngọc vẫn tỏa ánh sáng vàng kim trong vắt như trước. Bên cạnh tế đàn, tụ linh thụ không ngừng tiếp tế linh khí, bên tán cây còn phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt như thể có vô vàn con đom đóm, nhìn thần kỳ mà rực rỡ. Chỉ là bên trong Thâu Thiên Đỉnh không chỉ có một mình gốc cổ thụ này. Cách đó không xa là gốc ngũ hành tạo hóa thụ trong vườn linh điền đã cao chừng một trượng, cành lá ngũ sắc nhìn đủ màu lại không hề chướng mắt khó coi. Lúc này Tịch Ảnh đang khoanh chân ngồi dưới tàng cây, trên người dâng lên từng luồng sáng ngũ sắc như long xà du tẩu, rồi dâng lên trên ngũ hành tạo hóa thụ như tương dung một thể với thân cây. Dưới gốc cây lại có linh quang ngũ sắc tràn vào trong cơ thể Tịch Ảnh như tạo thành một vòng tuần hoàn, không ngừng tăng tiến theo tiến độ tu hành của Câu Mang Linh Quyết. Nhưng mà ngũ hành tạo hóa thụ là linh mộc thượng cổ nên rất khó sinh trưởng. Tịch Ảnh tỉ mỉ chăm sóc 20 năm nhưng cũng chỉ cao hơn một trượng, bởi vậy Câu Mang Linh Quyết của nàng vẫn chỉ luẩn quẩn ở tầng thứ nhất. Lúc ấy Tịch Ảnh cũng chỉ cách đột phá một bước chân, tu hành tầng thứ nhất của Câu Mang Linh Quyết đã tăng tiến tư chất, giúp nàng thuận lợi đột phá qua cánh cửa ngăn cách, bước vào Nguyên Anh kỳ. Sau khi đột phá, Tịch Ảnh vẫn tiếp tục khổ tu Câu Mang Linh Quyết, không có ý định buông bỏ. Dưới sự thúc đẩy của Câu Mang Linh Quyết cùng ngũ hành tạo hóa thụ, pháp lực của nàng đã tăng tiến không ít, cách Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong đã không xa. Tịch Ảnh cũng không dốc toàn bộ thời gian vào Câu Mang Linh Quyết mà còn thỉnh thoảng bớt chút thời gian tu luyện công pháp bí thuật khác nữa. Linh quang ngũ sắc trên người nàng nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là một luồng linh quang màu vàng đất nồng đậm chậm rãi dâng lên người nàng. Lúc này Tịch Ảnh đang tu luyện Thái Âm Luyện Tỳ Quyết. Không như Viên Minh, nàng không thiếu khuyết thổ linh căn, tu luyện phương pháp này đã mạnh lại càng thêm mạnh. Từ lúc đột phá vào Nguyên Anh, Tịch Ảnh cũng lấy phương pháp này từ Viên Minh phấn khởi tu luyện bí pháp này, hiện đã tu luyện đến cảnh giới phi thường cao thâm rồi. 20 năm qua Viên Minh cũng thu hoạch được rất nhiều. Năm đó bất tử thụ từ hạt giống cũng đã trở thành một gốc đại thụ màu đen cao mười mấy trượng, cành lá trải rộng. Sau khi biến lớn, nó cũng mọc ra khỏi thân thể Viên Minh, cắm rễ trong Thâu Thiên Đỉnh, chiếm lấy một không gian không nhỏ trong Thâu Thiên Đỉnh này. So với ngũ hành tạo hóa thụ, sinh trưởng của bất tử thụ chỉ có thể dùng từ cực mau lớn để hình dung. Nhờ vậy mà Câu Mang Linh Quyết của Viên Minh cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cảnh giới thứ ba. Chỉ là bất tử thụ này mọc ra từ trong người Viên Minh nên nửa người của hắn đã hòa cùng một thể với đại thụ, khó mà phân tách ra được. Viên Minh cười gượng,
hắn xem như đã bị câu mang linh quyết và tịch ảnh lừa thảm rồi. Bất tử thụ đã cắm rễ vào trong người hắn, dung hợp chặt chẽ. Dù hắn có tu luyện câu mang linh quyết viên mãn hay từ bỏ câu mang linh quyết thì cũng không chắc được có thể tách ra khỏi quái thụ này hay không nữa. Còn nếu không may, có lẽ về sau phải vĩnh viễn ở cùng với gốc bất tử thụ đen này. Chẳng qua dung hợp một thể với đại thụ đen này cũng không hoàn toàn có hại. Bất tử thụ có thể tự thu nạp thiên địa linh khí, tương đương với việc hiện tại viên minh có thêm một nguồn lực bổ sung thiên địa nguyên khí nữa. Tốc độ khôi phục pháp lực vượt xa tu sĩ tầm thường, đương nhiên pháp lực cũng bền bỉ hơn rất nhiều. 20 năm qua, hắn cũng không lơ là tu luyện cửu nguyên quyết. Bên ngoài Thâu Thiên Đỉnh, Nhan Tư Tịnh cũng đã luyện chế các loại yêu đan linh thảo hắn đưa cho thành đan dược, lại được trở ngược vào cho hắn. Có đan dược, pháp lực của viên minh cũng gia tăng nhanh chóng, hiện nay đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Ngoài pháp tu thì viên minh cũng có sự tinh tiến về hồn tu không ít. 10 năm trước hắn đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên chi thể, hiện đang ở tiên thiên chi thể trung kỳ. Nội tức cũng đã luyện đến trình độ đỏ như máu tươi, có lẽ một phần còn nhờ công hiệu luyện hóa tu la phệ huyết đầu. Nhưng mặt thể tu lại tăng tiến cực chậm, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì đại thụ màu đen. Vì muốn nhanh chóng tu thành câu mang linh quyết mà viên minh đã đổ hết huyết nguyên lực dư thừa của tu la phệ huyết đồ, ưu tiên cung ứng nuôi dưỡng bất tử thụ. Thậm chí những yêu thú mà đám huyễn linh tử đưa tới cũng đều bị hắn ném cho đại thụ màu đen hấp thu cả. Bất tử thụ càng lớn càng cần nhiều khí huyết lực, huyết nguyên lực bên trong tu la phệ huyết đồ nhanh chóng cạn khô. Đám người huyễn linh tử bên ngoài cũng không còn bắt yêu thú dễ dàng như lúc trước nên cảnh giới thể tu đã tăng chậm lại. Mà về phương diện hồn tu lại không bị câu mang linh quyết hạn chế. Lại có đám người Vân Cửu Tiêu cung cấp nguyện lực nên thần hồn bản thể của viên minh đã đạt tới tu vi tình vu đỉnh phong từ 15 năm trước, chỉ còn cách miên vu nửa bước nữa mà thôi. Vốn viên minh còn chuẩn bị sẽ một phát đột phá đến cảnh giới miên vu thì tịch ảnh đã bảo hắn chờ thêm một thời gian nữa. Không cần vội vã đột phá cảnh giới, còn bảo hắn tạm thời dừng hấp thu nguyện lực lại. Viên minh nghi hoặc muốn hỏi nguyên do nhưng tịch ảnh lại không trả lời thẳng, chỉ bảo hắn đến lúc đó sẽ tự biết. Đồng thời trước lúc đó, nàng hy vọng viên minh tạm thời quên chuyện đột phá lên miên vu đi. Dù không hiểu như viên minh vẫn làm theo, hoàn toàn bỏ quên chuyện đột phá lên miên vu. Cũng không biết có phải do đã hòa hợp cùng đại thụ hay không mà hiện tại tâm tính của hắn cũng càng lúc càng trở nên trầm ổn hơn, thích yên tĩnh không thích động quá nhiều. Cứ như thế mãi đến nửa năm sau, một ngày này viên minh đang nhắm mắt tu luyện thì tịch ảnh lại đột nhiên gọi bảo hắn, bây giờ ngươi có thể thử đột phá lên miên vu được rồi. Viên minh khẽ gật đầu, nhìn vào thần hồn bên trong, nghi hoặc hỏi, đã nhiều năm này, thần hồn bản thể ta gần như không có biến hóa gì, sao năm đó không thử đột phá, hiện tại lại có thể. Bởi vì lúc ấy ngươi hấp thu quá nhiều nguyện lực. Ngươi hẳn phải biết bên trong nguyện lực ẩn chứa rất nhiều tạp niệm của các sinh linh. Những tạp niệm này sẽ gia tăng độ khó trong đột phá lên miên vu, cho nên muốn đột phá nhất định phải tạm dừng hấp thu nguyện lực. Tịch ảnh đáp, nhưng ta đã dùng hoán tâm quyết luyện hóa hết tạp niệm, huống hồ qua Thâu Thiên Đỉnh chuyển hóa cũng đã không còn chứa tạp niệm rồi. Nguyện lực tinh thuần có thể hấp thu trực tiếp, hẳn là không ảnh hưởng đến đột phá mới phải. Viên minh lại càng thêm nghi hoặc. Hóa tâm quyết luyện hóa cũng không hoàn mỹ, nguyện lực sinh ra đã dính liền tạp niệm khó có thể tách rời. Dù qua các thủ đoạn loại bỏ, có thể không ảnh hưởng đến tu luyện thường ngày nhưng vẫn có thể ảnh hưởng sâu xa đến thiên kiếp hàng lâm trong lúc đột phá lên miên vu. Đây là phép tắc của trời đất, bất kể là ai cũng không thay đổi được. Tịch ảnh lắc đầu, vậy làm sao những miên vu trong Vu Nguyệt giáo đột phá được? Viên minh tò mò hỏi. Trong giáo có những bí quyết làm giảm ảnh hưởng của vấn đề này, trong đó hữu hiệu nhất là đích thân Vu Nguyệt thần ra tay hỗ trợ đột phá. Nghe nói chỉ những thiên tuyển chi tử lập đại công cho Vu Nguyệt giáo, được Vu Nguyệt thần nhìn chúng thì mới có đãi ngộ này. Tịch ảnh nói. Viên minh bừng tỉnh, nhớ là cảnh tượng lúc trước quan sát thấy tịch ảnh đột phá lên Nguyên Anh, mới hỏi, ngươi nói thiên kiếp lúc đột phá lên Miên Vu là chỉ lôi kiếp sao? Đột phá lên Miên Vu không có lôi kiếp, dù sao hồn tu tu luyện thần hồn, gặp kiếp nạn như thiên lôi thì ai có thể đột phá nổi. Tịch ảnh lắc đầu. Là tâm ma kiếp. Viên minh như hiểu ra. Không sai, tu sĩ hồn tu đột phá lên cảnh giới miên vu chắc chắn phải trải qua khảo nghiệm tâm ma kiếp, rất khó đột phá. Trong Vu Nguyệt giáo có rất nhiều tình vu nhưng lại lác đác không có bao nhiêu miên vu là bởi nguyên nhân vì tâm ma kiếp này. Tịch ảnh nói. Vẻ mặt viên minh cũng trở nên nghiêm trọng hẳn,
Xem ra kiếp nạn này không thể coi thường được, chẳng biết tâm ma kiếp cụ thể ra sao, phá giải được cần có bí quyết gì không. Tâm ma kiếp mỗi người mỗi khác, hình thức biểu hiện cũng khác nhau. Phương pháp ta dùng lúc ấy chưa hẳn ngươi áp dụng hiệu quả, bây giờ nói ra lại khiến ngươi càng thêm hiểu lầm. Tịch Ảnh lắc đầu, vậy chẳng phải thuận theo ý trời sao? Viên Minh cau mày nói. Cũng chưa hẳn, dù không có phương pháp cụ thể nhưng tự chung có thể tóm gọn 8 chữ, tuân thủ bản ngã, giữ vững sơ tâm. Tịch Ảnh nói xong đưa cho Viên Minh một miếng ngọc giản. Viên Minh nhận lấy ngọc giản, phát hiện bên trong có ghi chép một bộ công pháp tên là Tam Hồn Cửu Luyện. Trước khi tiến vào Tam Tiên Đảo, ta không nghĩ ngươi có thể đột phá Minh Vu ở đây nên chưa kịp chuẩn bị đan dược phụ trợ đột phá. Hiện cũng chỉ có bản bí pháp này giúp ngươi tôi luyện thần hồn đến cực hạn, có thể gia tăng tỷ lệ đột phá. Ngươi chuyên tâm tìm hiểu phương pháp này, đến khi hoàn toàn nắm giữ rồi thì hãy thử đột phá. Tịch Ảnh dặn dò, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng. Viên Minh thấy nàng như vậy, lại không cảm thấy nôn nóng, yên tâm. Ta đã từng mượn Thâu Thiên Đỉnh thể nghiệm qua lực lượng cảnh giới Minh Vu thế nào rồi, hiện chân chính đột phá sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Tịch Ảnh chỉ khẽ gật đầu, giấu lo lắng xuống đáy lòng, không nói gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 565, Huyễn Thế Luân Hồi. 9981 ngày sau, trong Thâu Thiên Đỉnh, Viên Minh ngồi xếp bằng bên cây, tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị cho đột phá. Qua ngày tháng khổ tu, hắn đã tu luyện Tam Hồn Cửu Luyện đến cực hạn, ngày nay đã có thể cảm ứng rõ bình cảnh cảnh giới Minh Vu. Cách đó không xa, Tịch Ảnh ôm Quả Quả trong ngực, khẽ vuốt vuốt lông trên lưng nó, nhìn Viên Minh chuẩn bị đột phá, dặn dò, nếu phát hiện không đúng, ta sẽ cưỡng ép giúp ngươi xua tan tâm ma. Tâm ma kiếp sẽ không ảnh hưởng người khác, bởi vậy Tịch Ảnh cũng không cần rời đi quá xa. Viên Minh đưa qua Tịch Ảnh một ánh mắt an tâm, sau đó yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu thử đột phá tâm cảnh. Hồn lực thức hải hắn, điều động dựa theo một phương thức quỷ dị, ý thức dần dần mờ đi. Viên Minh cũng không ngăn trở hết thảy, rất nhanh lâm vào ngủ say. Đại Tấn, Khúc Giáng, Phủ Tướng Quốc. Trời càng về khuya, nhưng Viên Minh vẫn ngồi trước thư án xử lý văn thư. Là tướng quốc Đại Tấn, địa vị Viên Minh mặc dù cực cao, nhưng cho tới bây giờ cũng không suy nghĩ chuyện hưởng lạc, mà dốc toàn bộ tâm thần trên chính vụ. Vì thiên hạ bách tính có được cuộc sống tốt, hắn cố thêm mấy canh giờ, có đáng là gì? Cạch cạch cạch. Ngoài phòng, một hồi tiếng bước chân nhẹ bỗng nhiên vang lên, hộ vệ canh cửa cản lại, xác nhận thân phận người đến, liền để gã vào trong nhà. Viên tướng quốc, có khẩu dụ của bệ hạ. Người đến chính là Trương Công Công, thái giám bên cạnh Lưu Thiên Minh. Viên Minh ngẩng đầu, thần sắc khẩn trương lên, Trương Công Công, trong cung xảy ra đại sự gì à? Trương Công Công lắc đầu, trong tay áo lấy ra một phong tấu chương, đặt trên bàn Viên Minh. Viên Minh nhìn thấy bút tích quen thuộc trên bìa tấu chương, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, đây là tấu sớ hôm nay ta trình lên, bệ hạ vì sao còn để Trương Công Công mang trở lại? Viên tướng quốc, bệ hạ nói, tấu chương này dụng ý rất tốt, chỉ là mở rộng kiểm tra linh căn đại quy mô, chuyện này đắc tội rất nhiều người, Trương Xuân Quan sẽ không đồng ý. Trương Công Công thở dài. Vì sao? Đại Tấn ta ngàn ngàn vạn vạn con dân, không biết có bao nhiêu người có được linh căn, lại khổ vì không có cách đặt chân lên con đường tiên đồ, nếu triều đình ra mặt. Thống nhất tổ chức kiểm tra linh căn cho bọn họ, các đại tông môn chẳng phải sẽ có càng nhiều đệ tử, việc này trăm lợi mà không một hại, làm sao lại đắc tội với người? Viên Minh nhíu mày hỏi, ai, viên tướng quốc, ngài nghĩ đi. Bách tích Đại Tấn ta mặc dù vượt xa ngàn vạn, nhưng người có linh căn vạn không được một, trong đó tứ linh căn và tam linh căn là nhiều nhất, tỷ như ngài. Khụ khụ, tóm lại, những người này, Trường Xuân Quan không nhận, chỉ có thể được những tông môn khác thu đi, bởi vậy thống nhất kiểm trắc linh căn đối với Trường Xuân Quan, không có lợi ích gì. Huống chi, Trường Xuân Quan thậm chí toàn bộ Đại Tấn, gia tộc tu tiên to nhỏ chẳng biết có bao nhiêu. Trong tộc bọn họ cũng có đệ tử tư chất không tốt, cung cấp danh ngạch đệ tử còn không đủ, nào còn thừa cho bách tính bình dân có linh căn bên ngoài. Trương Công Công lắc đầu, hoang đường, chuyện lợi quốc lợi dân như vậy, lại vì những gia tộc tu tiên này phản đối, mà không thi hành được. Đại Tấn ta rốt cuộc là Đại Tấn của người trong thiên hạ, hay là của bọn hắn? Viên Minh cả giận nói, viên tướng quốc, nói cẩn thận,
Trương Công Công giật nảy cả mình, hốt hoảng nhìn ngang liếc dọc, nhỏ giọng nhắc nhở. Thấy thế, Viên Minh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, đã thi hành không được, phong tấu chương này, bệ hạ bác bỏ là được, vì sao còn cần ngươi đưa tới? Ý của bệ hạ, vì để phòng vạn nhất, vẫn là Viên Tướng quốc ngài tự mình đốt đi cho thỏa đáng, để tránh bị người Trường Xuân Quan nghe được phong thanh, âm thầm gây bất lợi cho ngài. Trương Công Công nói nhỏ lại, Viên Minh nhìn chăm chú tấu chương, trầm tư thật lâu, rốt cuộc tự mình động thủ mang tới chậu than, ném tấu chương vào. Trương Công Công tận mắt nhìn thấy tấu chương cháy thành cho bụi, cũng thở dài một hơi, tha thứ ta nói thẳng, Viên tướng quốc, về sau tấu chương tương tự vẫn nên ít đi, miễn cho bệ hạ khó xử. Ngài ấy mặc dù là thiên tử cao quý, nhưng dù sao vẫn còn Trường Xuân Quan phía trên, có một số việc cũng là thân bất do kỷ. Viên Minh không cảm xúc, tự lẩm bẩm, Thiên Minh mặc dù là hoàng đế cao quý, vẫn bị xiềng xích vô hình giam cầm, cũng không tự do. Trương Công Công gật gật đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi, đi tới cửa, lại quỷ thần sai khiến nói một câu, Viên tướng quốc, ta thật có lời muốn nói. Đại tấn này, thật ra là đại tấn của Trường Xuân Quan, phàm nhân chúng ta, há có thể chống lại những tiên nhân bọn hắn. Viên Minh không đáp, đợi Trương Công Công rời đi, hắn lật nhìn tấu chương, lại chậm chạp không thể xem tiếp. Mấy chục năm sau, Lưu Thiên Minh tấn thăng trúc cơ, truyền hoàng vị cho trưởng tử, tiến vào Trường Xuân Quan khổ tu. Viên Minh thừa cơ triệt để chấp trưởng triều cương, liên hợp các đại tông môn bên ngoài trừ Trường Xuân Quan, lại lần nữa dâng sớ, mời mở tiên khoa, tuyển chọn nhân tài dân gian tu tiên. Trong lúc nhất thời, triều chính chấn động, nhưng không có người ra mặt ngăn cản, đang lúc mọi người đều coi là ván đã đóng thuyền, Trường Xuân Quan phái trưởng lão kết đan đích thân tới khúc giáng. Quốc sư Ngọc Hồ xuất thủ bắt giữ Viên Minh, nhốt vào thiên lao, vẻn vẹn một ngày sau, định ra tội danh mưu phản, chém đầu bên đường. Tục truyền trước khi chết, Viên Minh vô hỉ vô bi, bên đường quát hỏi quốc sư Ngọc Hồ, vì sao không vì thiên hạ thương sinh mà hạ xuống tiên duyên. Ngọc Hồ không đáp, chỉ vội vàng ra lệnh động thủ xử trảm. Viên Minh mặc dù bỏ mình, nhưng sự tích và chí hướng của hắn được người hữu tâm thôi thúc lưu truyền rộng rãi. Như thế lại hơn 10 năm sau, dân gian Đại Tấn toát ra rất nhiều tán tu chẳng biết từ đâu, các đại tông môn cũng âm thầm liên hợp, cùng nhau phản kháng Trường Xuân Quan, Nam Cương. Bích La Động bị phá hiểu tán minh triệt để hủy diệt, mà Viên Minh là quan môn đệ tử của Lăng Tống Hoa, đã sớm nhận được tin tức, cùng các sư huynh đệ Hỏa Luyện Đường tránh đi trận chiến kia. Sau cuộc chiến, Viên Minh cáo biệt Lý Truy và sư phó Lăng Tống Hoa, một mình bước lên con đường tìm về ký ức. Hắn nhiều lần lao đao, dưới cơ duyên xảo hợp tấn thăng trúc cơ, trở lại Trung Nguyên, sau mấy năm trở lại đây, mới trở lại khúc giáng, gặp được cha mẹ ruột của mình. Nhưng cho dù sớm chiều ở chung với phụ mẫu, hắn vẫn không tìm về ký ức mất đi năm đó. Mấy năm sau, hắn rời khúc giáng, về lại Nam Cương, một lần nữa tìm đến Lý Truy và Lăng Tống Hoa, kể lại bản thân trải qua trong khoảng thời gian qua, đồng thời đưa ra một thỉnh cầu. Lý tiền bối, sư phó, đệ tử cả gan, muốn trùng kiến Tam Tinh Sơn, không biết có thể mời nhị vị ra mặt đảm nhiệm chức trưởng lão, cũng không cần mọi chuyện vất vả, chỉ cần trên danh nghĩa là đủ. Viên Minh bái nói, Lý Truy trầm mặc, Lăng Tống Hoa thì trực tiếp mở miệng hỏi, tại Trung Nguyên ngươi tìm được phụ mẫu, lại có cả huynh đệ ở Trường Xuân Quan, vì sao còn trở lại Nam Cương bắt đầu từ con số 0? Ở tại Đại Tông Trung Nguyên, há không thống khoái hơn so với ở chỗ này chịu khổ? Thiên tư đệ tử không tốt, cho dù nhận ân tình Lưu Thiên Minh lưu tại Trường Xuân Quan, cả đời cũng sẽ không có thành tựu gì, huống hồ đệ tử xuất thân thú nô. Biết tán tu và phàm nhân Nam Cương Bắc vực thống khổ, cho dù Bích La Động đã hủy diệt, nhưng tông môn bốn nhà khác chưa chắc tốt hơn Bích La Động. Đệ tử trở về, cũng chỉ muốn cho chúng tu Nam Cương Bắc vực nhiều thêm một lựa chọn, cũng vì mang đến văn minh và giáo hóa cho bách tính phàm nhân nơi này. Viên Minh giải thích, Lý Truy thở dài, chuyện ngươi cần làm rất khó, mặc dù có chúng ta ủng hộ, muốn có chỗ đứng tại Bắc vực cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần đệ tử toàn lực làm, dù không thành công, cũng sẽ không thẹn lương tâm, Viên Minh kiên trì nói. Lý Truy và Lăng Tống Hoa trầm mặc thật lâu, cuối cùng đồng ý Viên Minh thỉnh cầu. Sau mấy năm Viên Minh không ngừng cố gắng, rốt cuộc đạt thành hiệp nghị với tông môn bốn nhà, Tam Tinh Sơn trùng kiến. Do Viên Minh đảm nhiệm trưởng môn, một đám đệ tử Hỏa Luyện Đường nhao nhao trở về, góp một viên gạch cho tông môn. Thông qua quan hệ tại Trung Nguyên, sau khi Viên Minh thành lập tông môn,
cấp tốc lôi kéo được Thanh Nham hội, mượn nhờ danh hào của bọn họ, lại tốn mấy năm công phu, rốt cuộc đứng vững gót chân tại Nam Cương Bắc Vực. Sau đó, hắn mời chào môn nhân đệ tử khắp nơi, cũng thiết lập học đường tại nơi bộ lạc trị vì, giáo hóa, cũng khai quật ra không ít hạt giống tu tiên. Thời gian dần trôi qua, thế lực Tam Tinh Sơn dưới Viên Minh chủ trì phát triển khổng lồ, nhưng bởi vậy rước lấy Thanh Nham hội ngấp nghé, cũng may thời khắc mấu chốt. Viên Minh tấn thăng kết đan, trước mặt mọi người đánh bại hội trưởng Thanh Nham hội, cùng lúc dùng nhiều phương pháp, cuối cùng ngược lại chiếm đoạt Thanh Nham hội. Tiếp đó mấy chục năm, sau khi Viên Minh tu luyện, cũng âm thầm thi triển thủ đoạn. Cuối cùng lúc 120 tuổi đột phá kết đan hậu kỳ, triệt để khiến ba tông khác bái phục, Nam Cương Bắc Vực gần như thống nhất. Lý niệm tu tiên của Viên Minh cũng triệt để phát triển ra, ban ơn cho mỗi một góc Nam Cương Bắc Vực. 30 năm sau, trên yến hộ thọ thần Viên Minh 150 tuổi, các trưởng lão kết đan tại Nam Cương Bắc Vực tề tụ chúc mừng. Trên Tam Tinh Sơn răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Viên Minh ở đâu? Đột nhiên, trên bầu trời có uy áp to lớn cấp Nguyên Anh bỗng nhiên hạ xuống. Đám người trên Tam Tinh Sơn đều câm như hến, không dám nói nữa chữ. Nhưng Viên Minh chịu lấy áp lực bay lên không trung, cúi đầu chào người tới, tại hạ chính là Viên Minh, không biết tiền bối đến thăm, không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Ta chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Độc Tiên Môn tại Nam Cương Nam Vực. Viên Minh, ngươi có biết tội của ngươi không? Người tới tự báo thân phận, sau đó chính là một bộ dạng hưng sư vấn tội. Xin tiền bối nói rõ, tại hạ có tội gì? Viên Minh ngẩng đầu. Thái Thượng Trưởng Lão của Độc Tiên Môn nhìn Viên Minh, bỗng nhiên cười hai tiếng, thấp giọng nói. Ngươi ngày nay mới 150 tuổi, còn trẻ như vậy đã có thể nửa chân đạp vào Nguyên Anh, cũng xem như nhân tài. Chỉ tiếc, Nam Cương Bắc Vực không thể thống nhất, cũng không nên xuất ra Nguyên Anh khác. Bất quá, ta ngược lại có thể cho ngươi một cơ hội, bái nhập cổ độc tiên môn ta, chuyện lúc trước xóa bỏ, cũng sẽ không có người tìm ngươi gây phiền phức. Vậy những môn nhân đệ tử của ta và Nam Cương Bắc Vực về sau sẽ thế nào? Viên Minh đột nhiên hỏi, trước như thế nào, về sau sẽ như thế đó. Thái Thượng Trưởng Lão cổ độc tiên môn có ý riêng, từ tốn nói. Viên Minh trầm mặc, sau đó kiên định lắc đầu, đa tạ hảo ý tiền bối, chỉ là thứ cho ta khó tòng mệnh. Nghe vậy, trong mắt y lóe lên hàn quang, Minh Hoan bất linh, ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Không ngờ, y vừa dứt lời, Viên Minh lại thở dài, tâm tư Nam Vực các ngươi, ta đã sớm dự đoán, chỉ là không nghĩ tới ngày này đến nhanh như vậy, đáng tiếc ta cách Nguyên Anh chỉ thiếu chút nữa. À, thôi thôi, đã bố trí xong hậu thủ, có gì không bỏ qua được. Chương 566, vì tự do. Viên Minh dứt lời, trên người bỗng xuất hiện một đạo phù văn kỳ quái, còn tản ra ánh sáng vàng kim chói mắt khiến người khác không cách nào nhìn vào được. Thái Thượng Trưởng Lão cổ tiên môn không kịp phản ứng, chỉ thấy trên người Viên Minh bộc phát kim quang chói mắt. Một cỗ linh áp từ bốn phương tám hướng tràn đến không cách nào hít thở nổi, căn bản không thể hành động được gì. Tiếp theo là một tiếng ầm vang lên, bầu trời thoáng chốc bị khói bụi nồng đậm bao phủ. Một lát sau, Thái Thượng Trưởng Lão cổ tiên môn từ trong đống bụi mù lảo đảo bay ra, quay đầu oán hận nhìn lại một cái rồi nhanh chóng phi độn đi. Đám người trên núi bị biến cố cực lớn này dọa sợ, còn chưa biết làm sao thì cấm chế trong động phủ của Viên Minh đã đột ngột mở ra. Từ trong đó bay ra một tấm truyền âm phù, phiêu đãng bay ra trước mặt mọi người rồi tự bốc cháy, truyền ra giọng nói hùng hồn của Viên Minh. Chư vị, phù này xuất hiện chứng tỏ ta bị Nguyên Anh ở Nam Vực Nam Cương giết chết. Bọn họ cũng là người Nam Cương như chúng ra lại một lòng coi Bắc Vực như nơi nuôi cổ độc, là quân cờ ngăn cản Trung Nguyên, khiến chúng ta không cửa vào tiên môn, chỉ có thể bị bọn hắn khống chế. Hiện giờ dù ta đã chết nhưng Nguyên Anh giết ta cũng bị ta liều chết phản công hủy đi nhục thân. Thủ đoạn này có mấy vị trưởng lão trong Tam Tinh Sơn chúng ta biết. Chỉ cần chư vị ở đây đồng tâm hiệp lực thì Bắc Vực Nam Cương chúng ta tất sẽ không bị Nam Vực biến thành sâu kiến nắm giữ trong lòng bàn tay họ nữa. Giọng nói của Viên Minh không lớn nhưng rơi vào tai mỗi người đều rõ ràng rành mạch khiến tâm tình chúng tu dâng trào, phập phồng không ngừng. Biết được Viên Minh dùng mạng đổi mạng đánh lui một Nguyên Anh, chúng tu đều nhao nhao tỏ thái độ, nguyện theo Tam Tinh Sơn làm thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Sau mấy chục năm, quả thật cũng đã đoàn kết lại, cùng có chung một mối thù, mà các đại tông môn Nam Cương tại Nam Vực cũng trầm mặc một cách quỷ dị,
không có tu sĩ Nguyên Anh đến Bắc Vực nữa. 60 năm sau, Đại trưởng lão Tam Tinh Sơn tân nhiệm là Phương Cách đã tấn thăng Nguyên Anh. Tam Tinh Sơn cũng triệt để trở thành bá chủ ở Bắc Vực Nam Cương, thành tồn tại trung lập giữa Trung Nguyên và Nam Vực Nam Cương, sa mạc Hắc Phong. Viên Minh trải qua nhiều khó khăn trắc trở mới tấn thăng lên kết đan, cũng chiếm được một tòa thành dưới lòng đất đảm nhiệm chức thành chủ. Sau đó hắn nghiêm khắc đả kích chuyện buôn bán nô lệ, giải cứu không ít phàm nhân và tán tu, nhưng cũng vì vậy mà đắc tội với các thế lực ngoan cố bên trong sa mạc Hắc Phong. Cuối cùng hắn bị người ám hại rơi vào Táng Hồn Uyên, nhưng cũng nhờ vậy mà đánh bậy đánh bạ xông phá phong ấn Tu La Cung. Sau khi Tu La Cung xuất thế, Lôi Minh lão tổ cùng chúng tu Nguyên Anh kỳ đều kéo đến, minh tranh ám đấu trong cung, cuối cùng đều lần lượt bị Lục Dục tôn giả thu phục. Tàn hồn của Tu La thượng nhân thấy Lục Dục sắp thành công bèn bất đắc dĩ vận dụng thủ đoạn, chọn chúng Viên Minh làm người thừa kế. Tống xuất hắn cùng Tu La Phệ Huyết Đồ ra khỏi Tu La Cung, sau đó vận dụng cấm chế lại lần nữa phong ấn Tu La Cung lại. Mấy trăm năm sau, Viên Minh qua nhiều thăng trầm, cuối cùng cũng đạt được Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn quay trở lại Tu La Cung đại chiến 3 ngày 3 đêm với Lục Dục tôn giả, cuối cùng đã chém giết được ông ta. Chấm dứt hết thảy ân oán trong quá khứ, hắn bắt đầu bước lên con đường thăm dò hải ngoại, rồi lại bị lạc đường, thân vẫn đạo tiêu. Tây Vực, trong quá trình Viên Minh chạy trốn khỏi Trung Nguyên, trời xui đất khiến lại đi lạc tới Tây Vực. Hắn lợi dụng thân phận hồn tu, chui rúc lén lút, khổ công tu luyện, tu vi liên tục tăng lên, cuối cùng lấy thân phận người Trung Nguyên đánh bại hết các Nguyên Anh Tây Vực. Được tôn sùng là Tổng chủ Tây Vực, triệt để bình định chiến tranh giữa Tây Vực và Trung Nguyên. Hắn lại nhận được truyền thừa thể tu thượng cổ, tu thành vạn tượng chi thể. Tốn mất mấy năm đã thống nhất ngũ vực, tập hợp tất cả các tu sĩ Vân Hoang Đại Lục cùng, tiến hành thăm dò hải ngoại, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Đông Hải, Viên Minh nhiều lần trắc trở gia nhập được vào Lộng Triều Tán Minh, dốc cả đời tìm kiếm hải ngoại, cuối cùng dù bỏ mạng nhưng đã để lại cho hậu nhân một bộ tư liệu thăm dò chân quý hiếm có. Bắc Mạc, sau khi tôn giả Vu Nguyệt Giáo Viên Minh biết được kế hoạch thật sự của Vu Nguyệt Giáo đã dứt khoát giơ cao đại kỳ chống đối lại Vu Nguyệt Thần. Trong Thâu Thiên Đỉnh, tính từ lúc Viên Minh bắt đầu đột phá đã trôi qua được 5 tháng 1 ngày. Tịch Ảnh yên tĩnh nhìn, ánh mắt mang đầy sầu lo. Viên Minh còn đang trong trạng thái ngủ say, hồn lực vận chuyển theo tam hồn cửu luyện, mi tâm có ánh sáng chớp lóe như thể đang có một ngọn lửa cháy. Hồn lực của hắn suy yếu rất nhiều, không bằng một nửa thời kỳ toàn thịnh. Tâm ma kiếp đáng sợ ở chỗ quỷ dị đa biến, nó không chỉ đơn giản thô bạo công kích thần hồn tu sĩ mà sẽ tìm kiếm sơ hở, dùng đủ cách thức khác nhau khiến tu sĩ trầm luân trong đó. Nhát gan sợ chết thì sẽ phải trải qua ngàn vạn kiểu chết khiến thần hồn của bản thân vỡ vụn, lòng ôm chí lớn thì sẽ để cho mọi việc thông thuận như ý, khiến bản thân trầm luân trong huyễn cảnh. Tịch Ảnh không biết Viên Minh đến tột cùng phải trải qua chuyện gì nhưng nàng cực tin tưởng rằng với tâm tính của Viên Minh, hắn sẽ không gục ngã dưới tâm ma kiếp như đa phần tu sĩ bình thường khác. Kỳ thật bí thuật tam hồn cửu luyện chính là thiêu đốt thần hồn, cưỡng ép lĩnh hội chân lý của Miên Vu. Nếu lĩnh hội thành công tất sẽ thành công vượt long môn, cá chép hóa rồng, tiền đồ vô hạn. Nhưng nếu thất bại thì sẽ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Tịch gia trong mấy ngàn năm qua có không biết bao nhiêu tộc nhân bị bí thuật này thiêu đốt sạch thần hồn, vẫn lạc mất mạng. Với từng nấy tính mạng thử nghiệm, Tịch gia mới có được tổng kết tương đối chính xác về việc vận dụng tam hồn cửu luyện đột phá Miên Vu. Nếu như bí thuật tam hồn cửu luyện tiêu hao 7 phần hồn lực mà vẫn còn chưa đột phá thì chỉ còn đường thất bại. Ngươi cần phải tăng tốc lên. Tịch Ảnh tự lẩm bẩm. Trong không gian màu trắng tinh, Viên Minh chợt tỉnh lại, cảm giác bản thân như vừa trải qua một giấc mộng cực kỳ dài. Trước người hắn có một bóng người màu trắng xuất hiện, giọng nói lại cực kỳ quen thuộc, luân hồi mấy đời, ngươi lại chưa từng sống đến lúc hết tuổi thọ. Phấn đấu như thế, liều lĩnh như thế, đến cùng là vì cái gì? Lúc này Viên Minh còn đang nửa tỉnh nửa mê, nghe hỏi bèn vô thức đáp lời, vì tự do. Nghe vậy, bóng người màu trắng chợt kinh ngạc, lại bật cười, đại quyền trong tay, vinh hoa ngay cạnh, chẳng lẽ ngươi lại không tự do? Ngôi cao duy vị, ngũ vực cúi đầu, chẳng lẽ ngươi lại không tự do? Nhưng chuyện ta muốn làm lại vẫn không thể nào làm được, làm sao có thể gọi là tự do? Viên Minh phản bác, bóng người màu trắng bị hỏi ngược lại. Một lúc lâu sau mới thở dài, nhưng ngươi, làm sao biết những người hạn chế tự do của ngươi không phải là vì đang bảo vệ ngươi, mà cái ngươi gọi là muốn được tự do làm cũng chưa hẳn là đúng.
Nếu có bằng chứng rằng ta sai rồi thì ta sẽ tự từ bỏ. Nhưng nếu không có, dù qua bao nhiêu đời luân hồi, qua ngàn vạn thế thì ta vẫn nhất định không từ bỏ. Giọng điệu của Viên Minh kiên định chưa từng có. Vừa dứt lời, bốn phía vang lên tiếng ầm ầm vỡ vụn. Thần hồn lực của Viên Minh đã biến mất 7 phần nhưng hồn lực còn lại càng thêm thuần túy. Thần hồn phảng phất lưu ly trong suốt. Ngay lúc này, thần hồn hắn chấn động kịch liệt. Một lực lượng yếu ớt nhưng mới mẻ từ trong thức hải hắn tuôn ra. Thần hồn cũng bắt đầu phát sinh cảm giác thoát thai hoán cốt. Tịch Ảnh nhìn Viên Minh đang bị khảm một nửa người trong đại thụ màu đen, không dám thả lỏng thời khắc nào. Quả Quả cũng nhìn chằm chằm Viên Minh, không nhúc nhích, tựa hồ sợ quấy nhiễu đối phương. Tinh quang nơi mi tâm Viên Minh đột nhiên ngừng lấp lóe, hư không đột ngột xuất hiện luồng hào quang như những ánh trăng hội tụ nơi thức hải của hắn. Xu thế suy yếu của thần hồn cũng ngừng lại, sau đó bắt đầu được tăng cường. Quả Quả lộ ra vẻ mừng rỡ, kêu lên hưng phấn. Tịch Ảnh cũng vui vẻ, tâm tình cuối cùng cũng được thả lỏng. Ta biết người có thể làm được mà. Càng ngày càng có nhiều ánh trăng dung nhập vào trong thức hải của hắn, hồn lực chậm rãi tăng lên dần dần từ chậm tới nhanh. Không biết qua bao lâu, dưới sự kích thích mãnh liệt mà Viên Minh cũng đột ngột mở mắt ra, ý thức cũng trở lại thân thể. Mộng, tỉnh lại. Trong thoáng chốc, một luồng chấn động hồn lực vô cùng hùng hồn tràn lan khắp cả không gian trong Thâu Thiên Đỉnh, như thể một cơn gió lốc cường đại cọ rửa qua thân thể Tịch Ảnh. Trong lúc không chú ý tới, Tịch Ảnh cảm nhận được một tia mệt mỏi, mí mắt chậm chậm rủ xuống muốn nhắm lại. Nhưng mà thần hồn trong thức hải của nàng chợt giật mình, từ trong cơn buồn ngủ bừng tỉnh lại, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Còn không mau củng cố cảnh giới, đừng để mặc thần hồn khuếch tán nữa. Tịch Ảnh trừng mắt mình Viên Minh, ra vẻ oán trách nhưng trong lòng lại thầm cao hứng. Viên Minh cười cười, lại lần nữa nhắm hai mắt thu lại hồn lực đang tản mạn trở về, củng cố cảnh giới. Ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, hồn lực của Viên Minh mới hoàn toàn bình ổn trở lại. Thần hồn của hắn bỗng nhiên từ trong cơ thể bay ra, hóa thành hình người, lơ lửng giữa không trung. Hai tay thần hồn vung mở, từng điểm ánh sáng hội tụ lại, dung nhập vào thân thể. Sau khi đạt tới Minh Vu có thể trực tiếp hấp thu âm khí từ ánh trăng, rèn luyện hồn thể, đây chính là chân ý trong Minh Nguyệt Quyết mà ngươi nói lúc trước sao? Viên Minh cười nói, không sai, chỉ khi đạt tới cảnh giới này thần hồn mới chân chính lột xác. Tịch Ảnh nói, Viên Minh gật đầu, phi thân đáp xuống trước mặt ta. Sau khi đột phá Minh Vu, thần hồn có thể ly thể trong thời gian dài hơn. Hiện nay nhục thân của ta không thể tách rời khỏi đại thụ màu đen, vậy có thể sử dụng hồn thể hành tẩu bên ngoài cũng được. Viên Minh cười nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, hồn thể trọng yếu như vậy, người khác giấu không kịp. Trừ phi có thần thông khác, nếu không ai lại tùy tiện bày ra sờ sờ trước mặt người khác. Đây là thủ đoạn liều mạng cuối cùng hoặc phải chạy trốn mới dùng đến, như nguyên anh của pháp tu mà thôi. Tịch Ảnh lắc đầu, ngươi nói đúng. Viên Minh cười gật gật đầu, sau đó đưa thần hồn ngồi trên đài sen bạch ngọc. Nguyện lực tinh thuần lập tức cuồn cuộn không ngừng tràn vào thần hồn, chỉ trong chốc lát đã đẩy thần hồn lên tới cảnh giới Minh Vu đỉnh phong. Nhưng Viên Minh lại khẽ lắc đầu, đáng tiếc, ta còn tưởng mượn nhờ đài sen bạch ngọc có thể đẩy thần hồn ta tăng lên một đại cảnh giới, xem ra vẫn không đủ. Ngươi nên biết hài lòng đi, cảnh giới ngôn vu dễ đột phá như vậy thì toàn bộ Vân Hoang đại lục này đâu chỉ có một mình Vu Nguyệt Thần là ngôn vu, còn lại chưa từng xuất hiện qua người có cảnh giới ngôn vu thứ hai kia chứ. Tịch Ảnh trợn trắng mắt. Viên Minh cũng chỉ là thuận miệng nói, sau đó nhắc lại những cảnh giới tiếp theo của hồn tu, lại nói tu luyện tiếp đến Minh Vu thì cũng coi như đã tu hết phần cuối của Minh Nguyệt Quyết. Chẳng biết sau đó có pháp quyết tu luyện nào không? Minh Nguyệt Quyết này được truyền thừa từ gia tộc ta đến bây giờ, hẳn là không có phần tiếp theo. Lại như ta nói, toàn bộ Vân Hoang đại lục chưa từng xuất hiện ngôn vu, làm sao có công pháp tu luyện tới ngôn vu chứ? Tịch Ảnh lắc đầu. Viên Minh thở dài, bèn nhìn vào thể nội xem thần thông biến hóa thế nào. Số lượng hồn nha tăng gấp đôi, lên đến hơn 24 con, khoảng cách viễn du cũng tăng vọt lên tới 120 dặm. Uy lực trang hồn và nha minh cũng tăng gấp bội. Về phần năng lực siêu hồn không chỉ có tăng nhanh tốc độ mà còn trực tiếp sửa chữa được ký ức người khác. Đồng thời năng lực này cũng có thể thông qua hồn nha thi triển ở khoảng cách xa, chẳng qua khoảng cách càng xa thì tốc độ và hiệu quả cũng dần biến yếu đi. Năng lực tự hồn có nhiều hiệu lực với một số vật sống hơn trước, năng lực không thi có thể khiến thi thể đạt tới mức độ hoạt động như người thường.
năng lực tình động có hiệu quả và thời gian duy trì gia tăng cực lớn. Có thể dễ dàng khống chế cảm xúc của một người khiến họ rơi vào bi thương cực độ hoặc phẫn nộ cực độ, diễn hóa tâm ma từ đó điều khiển sinh tử của đối phương. Ngoại trừ những năng lực đã có thì lần này đột phá lên cảnh giới Miên Vu, Viên Minh cũng có một năng lực mới được gọi là ác mộng. Năng lực này có phạm vi rất lớn, có thể cưỡng ép người trong phạm vi thần thức của hắn lâm vào ngủ say, chỉ cần hồn lực yếu hơn hắn sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi. Ác mộng còn gợi lên được những ký ức sợ hãi nhất trong nội tâm con người, biến nó thành một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Người rơi vào ác mộng này sẽ không ngừng bị nỗi sợ hãi tra tấn đến không cách nào tự kiềm chế được, cuối cùng thậm chí sẽ sợ hãi mà chết mất. Không như các huyễn thuật khác, năng lực chế tạo ác mộng không hoàn toàn do Viên Minh tự dựng nên. Bởi vậy dù Viên Minh chưa từng biết nỗi sợ hãi của đối phương là gì thì nó vẫn hiển hiện ra trong cơn ác mộng. Uy lực ác mộng cực kỳ lớn, tiêu hao hồn lực cũng không bình thường. Càng kéo nhiều người vào ác mộng thì càng tiêu hao nhiều hồn lực nên không thể lạm dụng được. Sau đó, hắn bèn thỉnh giáo Tịch Ảnh vài tâm đắc về cảnh giới Miên Vu, rồi hai người bắt đầu tự mình bế quan, tiếp tục tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 567, trùng kích Nguyên Anh. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 8-9 năm. Trong không gian Thâu Thiên Đỉnh, bất tử thụ lại cao lớn không ít, cành lá sum suê đã bao phủ gần như toàn bộ tế đàn. Thân thể Viên Minh vẫn còn khảm ở trong bất tử thụ, toàn thân lượn lờ ánh sáng xanh vô cùng chói mắt. Hắn bỗng mở to hai mắt lóe lên hai tia sáng kinh người, như thể hai tia chớp giữa đêm tối. Không uổng công ta khổ tu ngày đêm, cuối cùng đã có thể đạt tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Viên Minh vui vẻ nói. Hắn đã sớm dùng hết lượng huyết nguyên lực trong tu la phệ huyết đồ, mà thực lực đám người huyễn linh tử cũng có hạn, chưa kể tốc độ dòng chảy thời gian bên ngoài mới chỉ trôi qua 8-9 ngày. Khác biệt với bên trong bí cảnh tuế nguyệt động, bọn họ mới chỉ đáng giết được mấy con yêu thú cấp 3 đủ cung cấp cho bất tử thụ mà thôi. Cho nên thể tu của hắn không có gì thay đổi, vẫn chỉ là tiên thiên chi thể trung kỳ. Bởi thiếu khí huyết lực nên câu mang linh quyết cũng tiến triển chậm chạp, chỉ dừng lại ở tầng thứ 3. Về hồn tu, nhờ có đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ như Bạch Lân Thượng Nhân, Hắc Trúc Tẩu cung cấp nguyện lực nên cũng có chút tiến cảnh, chỉ là còn cách Miên Vu trung kỳ khá xa. Ngược lại thì phần hồn thứ nhất lại có thay đổi đáng kể, chủ hồn của hắn đột phá Miên Vu, phân hồn thứ nhất cũng mơ hồ có dấu hiệu phá quan. Chẳng qua Viên Minh cũng không để ý nhiều tới hồn tu và thể tu, vì hơn nửa tâm tư của hắn đã dùng để tu luyện Cửu Nguyên Quyết. Viên Minh thu liễm pháp lực, vẻ mặt trầm ngâm. Hiện tại cách kỳ hạn 30 năm mà khí linh Hắc Bạch đưa ra chừng vài tháng. Bí cảnh Tuế Nguyệt Động an ổn yên bình, thiên địa linh khí bên trong Thâu Thiên Đỉnh càng thêm nồng đậm, là thời điểm tốt để trùng kích Nguyên Anh. Tuy rằng hơi gấp gáp nhưng Tịch Ảnh đã luyện cho hắn một viên ngũ hành ngưng anh đan. Tu thành tầng thứ 3 của câu mang linh quyết thì linh căn của hắn cũng đã sánh được với song linh căn, tỷ lệ thành công khá lớn. Nếu hắn may mắn thành công sẽ có thêm phần nắm chắc đối phó với bất tử thụ yêu hơn nữa. Vừa nghĩ đến đây, Viên Minh lại nhắm mắt vận chuyển Cửu Nguyên Quyết. Sau nửa tháng, hắn đã chuẩn bị xong hết thảy. Chỉ còn phân hồn thứ 3 dùng để tiến giai Nguyên Anh còn ở bên ngoài, cần triệu hoán trở về. Viên Minh điều khiến một nhánh cây bất tử thụ rủ xuống, chạm tới đài sen bạch ngọc. Hiện tại hắn đã dung hợp với bất tử thụ thành một thể, nhánh cây bất tử thụ chạm vào đài sen bạch ngọc cũng có hiệu quả tương tự như khi hắn ngồi lên vậy. Trường Thanh Đảo, Đông Hải, là hòn đảo cấp 3, Đông Hải trong khoảng thời gian này chìm trong rối loạn và chiến hỏa nhưng vẫn chưa lan tới hòn đảo nhỏ không đáng chú ý này. Chẳng qua vì phần yên bình hiếm có này, đã có không ít tu sĩ cùng phàm nhân ở các hòn đảo cấp thấp nhau nhau đến đây nhắm tránh né tai họa. Bởi vậy mà mấy hòn đảo nhỏ gần Trường Thanh Đảo tạm thời náo nhiệt hẳn lên. Trong cổ trấn, Tả Khinh Huy ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất. Trước mặt ông ta là một nam tử tráng niên mặc quần áo hoa quý đang thấp giọng bẩm báo. Tiểu nhân đã an bài nhân thủ trà trộn vào trong đám phàm nhân tới đây tránh nạn, đoán chừng không bao lâu nữa có thể biến bọn họ thành tín đồ của Minh Nguyệt Thần Đại Nhân. Nam tử tráng niên này cung kính nói, Tả Khinh Huy gật gật đầu. Ông ta là phân hồn của Viên Minh cho nên hoàn toàn không có nhu cầu gia tăng thực lực của bản thân, mà chỉ đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ an nguy của cha mẹ Viên Minh.
Hiện tại phàm nhân trên Trường Thanh đảo này đều đang dần chuyển thành tín đồ Minh Nguyệt Thần, nô bộc dưới trướng tu sĩ trên đảo cũng phần lớn là tai mắt của ông ta. Ông ta không cần những người này làm việc gì, chỉ cần khi gặp tình huống đột phát, đặc biệt dính đến an nguy của cổ trấn thì nhất định phải cầu nguyện với Minh Nguyệt Thần là được. Như vậy, Viên Minh có thể thông qua Thâu Thiên Đỉnh mà hàng lâm, dù cách xa bao nhiêu cũng có thể bảo hộ cha mẹ hắn chu toàn. Nam tử trước mặt Tả Khinh Huy là trấn trưởng của cổ trấn, cũng bị hắn tự tay sửa lại ký ức trở thành tín đồ Minh Nguyệt Thành, phụ trách quản lý toàn bộ sự vụ giáo đồ trên đảo này. Chẳng qua Tả Khinh Huy không gọi y đến chỉ để báo cáo tình huống. Ngươi làm rất tốt, Minh Nguyệt Thần đã quyết định đích thân ban thưởng, hãy nhắm mắt cầu nguyện đi. Tả Khinh Huy nói, nam tử trắng niên mừng rỡ bèn quỳ mọp xuống đất, bắt đầu cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Rất nhanh, một đạo thần thức cường hoành bao phủ bốn phía, Tả Khinh Huy cũng lập tức đứng lên, chắp tay hướng bầu trời. Ngay sau đó là hư ảnh cánh cửa hai màu vàng bạc xuất hiện trong tĩnh thất, chính là triệu hoán quang môn. Phân hồn thứ ba từ trong cơ thể Tả Khinh Huy bay ra, vào trong cánh cửa ánh sáng, tích tắc sau xuất hiện bên trong Thâu Thiên Đỉnh. Từ khi có không gian lực tiếp dẫn, Viên Minh vẫn thử dùng năng lực pháp trận màu bạc của Thâu Thiên Đỉnh tiếp dẫn vật phẩm nên đã có hiểu biết rõ ràng rất nhiều. Không chỉ vật phẩm mà hồn thể cũng có thể thông qua pháp trận không gian Thâu Thiên Đỉnh truyền tống qua lại được. Đáng tiếc là người sống lại không thể qua lại. Pháp trận màu bạc của tế đàn cực kỳ bài xích vật sống, dù là một ít yêu thú cấp 1 cũng không được. Nếu cố truyền tống đi cũng chỉ khiến nó chết mất. Viên Minh hài lòng gật đầu, đưa phân hồn thứ hai rót vào trong thể nội Tả Khinh Huy, khống chế phân thân này. Hắn không thể bỏ qua an nguy của cha mẹ, cho nên Tả Khinh Huy phải ở lại Trường Thanh đảo. Sau khi bay ra thêm một bình đan dược, cánh cửa ánh sáng tiêu tán đi, Tả Khinh Huy lại nói, mở mắt đi, niệm tình người làm việc lao khổ. Minh Nguyệt Thần đặc biệt ban thưởng cho một bình thần đan có thể khiến lành lặn xương cốt, ngươi cần tận tâm làm việc chớ cô phụ Minh Nguyệt Thần. Trong Thâu Thiên Đỉnh, Viên Minh thu phân hồn thứ ba lại, tiếp tục chuyên tâm bế quan, chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh. Vài ngày sau, Viên Minh ngồi đối diện với phân hồn thứ ba, đã điều chỉnh tinh khí thần toàn thân tốt nhất, bắt đầu chính thức trùng kích Nguyên Anh. Tịch Ảnh cũng ngừng tu luyện, ở bên cạnh hộ pháp cho Viên Minh. 10 năm khổ tu, tu vi của Tịch Ảnh không tăng lên bao nhiêu, pháp lực vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ. Hồn tu cũng không có tiến triển lớn, không rõ nàng bận rộn chuyện gì. Hồn tu kết đan không giống như pháp tu thông thường. Như Tịch Ảnh lúc trước phải dựa vào một bí thuật kết anh mang tên thần khí giao dung pháp, mà Viên Minh thì dùng nửa sau của bí quyết liệt hồn hợp đan quyết. Tạm thời cũng được rồi. Viên Minh nhắm hai mắt lại, miệng nói thầm. Phân hồn thứ ba ngồi trước mặt hắn đã giao hai tay vào nhau bày ra một bộ thủ thế kỳ quái, còn bản thể Viên Minh thì đang vận chuyển nửa sau của liệt hồn hợp đan quyết. Tiếp đó, Viên Minh lập tức cảm thấy kim đan sinh ra cảm giác trống rỗng, đồng thời từ trong đó truyền ra một lực hút muốn kéo thần hồn của hắn ra khỏi thức hải. Đúng lúc này phân hồn thứ ba trước mặt hắn đã biến thành một luồng sáng chui vào trong đan điền của hắn trước, hòa cùng một thể với kim đan. Cảm giác trống rỗng trong nháy mắt biến mất, kim đan của Viên Minh bắt đầu biến hóa thêm một bước. Trên đỉnh đầu của Viên Minh lóe lên một dải tinh quang, lấp kín toàn bộ không gian bên trong. Linh quang nhanh chóng dung hợp lại với nhau, chỉ qua vài hơi thở đã ngưng tụ thành một dải hào quang ngũ sắc một đường kéo dài đến vô định. Không khí trong Thâu Thiên Đỉnh cũng theo đó mà như ngưng đọng lại, vô số linh quang hội tụ tới bao phủ hoàn toàn cả người Viên Minh. Từng đợt thiên địa linh khí rót vào trong người hắn, trùng kích vào kim đan trong đan điền. Cứ vậy, suốt một tháng trôi qua. Lúc này kim đan của Viên Minh đã hoàn toàn trong suốt như lưu ly, có thể nhìn xuyên thấu từ bên ngoài thấy được một tiểu nhân có. Ngoại hình như trẻ con, gương mặt lại không khác Viên Minh chút nào. Tựa hồ cảm ứng được kim đan có biến hóa, hắn thầm mừng rỡ tiếp tục dẫn thiên địa linh khí trùng kích vào. Ngay lúc này trong lúc thiên địa linh khí tụ tập lại, đột nhiên xuất hiện hai luồng sáng một vàng một bạc tản mát ra khí tức chí dương chí âm, như thể hai tia lôi điện bổ vào kim đan của hắn. Phốc! Viên Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, kim đan trong suốt bỗng hiện lên một vết nứt, khí tức toàn thân cũng trở nên uể oải đi. Trong thân thể của hắn còn có những tia sáng vàng kim nhỏ bé không ngừng lập lòe nhảy nhót tùy ý tàn phá cơ thể hắn. Thần hồn hắn cũng chất động kịch liệt, cũng bị vô số ánh sáng màu bạc nhảy nhó phát hủy gần sụp đổ. Có chuyện gì vậy? Viên Minh không chịu nổi vội thúc giục Tu La Phệ Huyết Đồ,
Một luồng khí huyết lực nồng đậm lập tức tràn vào cơ thể hắn giúp tu bổ phần nội tạng bị tổn thương. Đây là phần huyết nguyên lực tinh thuần cuối cùng mà hắn đặc biệt để lại đột phá nguyên anh. Bên trong đài sen bạch ngọc cũng truyền ra một luồng nguyện lực tinh thuần giúp phần thần hồn bị thương của hắn khôi phục lại. Nhưng dị biến không để cho hắn có cơ hội thở dốc. Mấy tức sau, lại có 8 tia sáng vàng bạc lần lượt bổ xuống khiến thân thể Viên Minh trở nên tiều tụy, thần hồn run rẩy, sinh cơ yếu ớt. Không cần kinh hoàng, đây là lực lượng âm dương khảo nghiệm ngươi. Ngươi có thể chất thất linh căn, tiến giai nguyên anh còn khó khăn hơn cả ta. Chẳng qua một khi kết anh thành công thì thần thông sẽ càng thêm cao minh hơn nhiều. Tiếng của Tịch Ảnh vang lên. Viên Minh hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển cửu nguyên quyết cùng minh nguyệt quyết, dốc sức ổn định thân thể cùng thần hồn. Chỉ cần gắng gượng qua lần này, hắn nắm chắc 9 phần đột phá thành công lên nguyên anh. Nhưng mà 9 tia âm dương lực liên tục đánh xuống khiến thần hồn hắn bị thương quá nặng. Nếu căn cơ của hắn không vững chắc, thần hồn không có nguyện lực bảo hộ thì đã sớm trọng thương té ngã rồi. Đúng lúc này, bất tử thụ sau lưng Viên Minh đột nhiên chấn động, truyền đến một nguồn sinh cơ đặc hữu của bất tử thụ. Bất tử thụ chính là linh chủng của trời đất, nguồn sinh cơ này cực kỳ hiệu quả với những tổn thương về cả nhục thân lẫn thần hồn, cho nên tình hình của Viên Minh cuối cùng cũng có chuyển biến tốt đẹp. Thần hồn của hắn nhanh chóng được ổn định lại, nhục thân bị tàn phá cũng nhanh chóng xuất hiện một nguồn sinh cơ nồng đậm cấp tốc tu bổ thương thế. Tốt, Viên Minh mừng rỡ, lấy ra một viên đan dược ngũ sắc được chuẩn bị từ trước, bỏ vào trong miệng. Cuối cùng cũng đến lúc ngũ hành ngưng anh đan do Tịch Ảnh luyện chế phát huy tác dụng. Đan dược vào bụng lập tức hóa thành linh quang ngũ sắc tràn vào trong đan điền, bao phủ toàn bộ kim đan trong suốt, rồi thẩm thấu hòa cùng một thể với kim đan. Khi linh quang ngũ sắc biến mất, nguyên anh trong kim đan đã trở nên rất sống động như người thật, mà vỏ ngoài của kim đan cũng đã trải đầy vết nứt. Trên người Viên Minh cũng nổi lên luồng ánh sáng ngũ sắc xanh, lục, lam, đỏ, vàng, lại thêm 2 màu vàng kim và bạc xen lẫn bên trong, rồi bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Thiên địa linh khí trong không gian Thâu Thiên Đỉnh cũng hội tụ tới, hình thành nên vòng xoáy linh khí ù ù chuyển động, dị tượng còn to lớn hơn so với lúc Tịch Ảnh đột phá nữa. Chương 568, Kết Anh, Xuất Động. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại qua 1 tháng. Một thanh âm vỏ trứng vỡ tan thanh thúy vang vọng đất trời, hào quang quanh người Viên Minh phi tốc co vào, ngưng tụ thành một cái phễu, thu nạp linh khí trong Thâu Thiên Đỉnh vào thể nội hắn. Nhưng cùng lúc đó, Viên Minh tựa hồ lâm vào trong hoảng hốt, hai mắt không khỏi nhắm lại, tựa như ngủ thiếp đi. Đây là tâm ma kiếp mà lúc đột phá Nguyên Anh cần phải trải qua, chỉ là lúc Viên Minh tiến giai Minh Vu đã trải qua khó khăn tâm ma kiếp, ngày nay 2 lần độ kiếp, không gặp quá khó. Thiên địa linh khí cuồn cuộn tụ đến, một tia linh khí cuối cùng tràn vào thể nội, Viên Minh đột nhiên mở mắt, 2 đạo tinh quang khiếp người bắn ra. Tiếp theo, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài 1 tiếng, thanh âm tựa như long ngâm hổ khiếu, chấn động xương trắng xung quanh rung động, sau đó cuốn ngược phi tốc thối lui. Mà nương theo tiếng thét dài, một đạo quang ảnh trăm trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Viên Minh, thân hắn có linh quang 7 màu vờn quanh, uy nghiêm hùng vĩ, tựa như thần minh, làm người ta nhịn không được muốn cúng bái. Nhưng rất nhanh, quang ảnh tiêu tán, một lần nữa hóa thành nguyên anh, chui vào thể nội hắn. Rất tốt, chúc mừng thành công kết anh. Tịch Ảnh thấy hắn kết thúc đột phá, chân thành chắp tay chúc mừng. Câu mang linh quyết của nàng chỉ cần liên hệ pháp lực ngũ hành tạo hóa thụ là được, trong không gian Thâu Thiên Đỉnh có thể hành động tự nhiên, không giống Viên Minh bị khốn trong bất tử thụ, hành động khó khăn. Viên Minh cũng lấy lại tinh thần, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Nói thật ra, hắn không ôm hy vọng quá lớn lần này đột phá thành công, không ngờ nhất cử mà thành. Cũng may được ngươi chỉ điểm và có ngũ hành ngưng anh đan, nếu không ta tuyệt khó thành công. Viên Minh nói cám ơn, ánh mắt nhìn sau lưng một chút. Lần này kết anh, trợ giúp lớn nhất vẫn là bất tử thụ phía sau. Nếu không phải cỗ sinh cơ bất tử thụ kia kịp thời truyền đến, lần này đột phá đại khái sẽ thất bại. Tịch Ảnh nhìn Viên Minh, trong bụng có chút cảm thán. Ban đầu ở Nam Cương ngẫu nhiên gặp thiếu niên thú nô này, ngày nay đã trưởng thành thành đại năng nguyên anh kỳ. Lấy thủ đoạn ngươi ngày nay, sau này có thể nói là thiên địa rộng lớn, mặc ngươi ngao du. Nàng mở miệng nói, ngươi đừng trêu ghẹo ta, cho dù bước vào nguyên anh kỳ, ta vẫn phải nối liền cùng một chỗ với bất tử thụ này, không được di động, mà phía ngoài vẫn còn bất tử yêu thụ nhìn chằm chằm, nào mặc ta,
Ngao Du chứ? Viên Minh cười khổ. Nói thì nói thế, chẳng qua hiện nay ở Vân Hoang, Miên Vu giống như ngươi, lại là Nguyên Anh. Có thể đếm trên đầu ngón tay, mặc dù còn có chút chênh lệch với ta, nhưng ta cho phép ngươi tự ngạo một lần đấy. Tịch Ảnh chống lạnh, uyển chuyển cười nói. Viên Minh nhìn bộ dạng nàng hoạt bát, không khỏi bật cười một tiếng. Hai người nói chuyện một hồi, sau đó Viên Minh nhìn xung quanh, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ta tấn thăng Nguyên Anh, trong Thâu Thiên Đỉnh lại còn có biến hóa. So với lúc kết đan, ngày nay không gian trong Thâu Thiên Đỉnh lại lớn gấp 2-3 lần, xương trắng bao phủ bốn phía cũng thối lui ra xa hơn, lộ ra càng nhiều noãn ngọc gạch đá xếp trên mặt đất. Vực sâu vết kiếm kia hiển lộ ra càng nhiều, nhưng vẫn không hiện ra toàn cảnh. Chỉ là không gian lớn thêm không ít, cũng không có biến hóa đặc biệt. Tịch Ảnh nhìn xung quanh, nói. Ừ, bất quá mỗi lần đột phá cảnh giới pháp tu, Thâu Thiên Đỉnh đều có thay đổi mới, có lẽ đến phản hư, tình huống sẽ không giống. Viên Minh ngược lại nhìn rất thoáng. Tịch Ảnh nói chuyện phiếm với hắn một hồi, sau đó tiến vào bế quan. Mà Viên Minh thì sau khi củng cố cảnh giới, thử dùng tu vi Nguyên Anh thúc đẩy pháp bảo. Những pháp bảo thu được ở cảnh giới kết đan thì uy lực không có nhiều biến hóa, bất quá linh bảo phòng chế như Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, Hàn Nguyệt Giới cùng Tu La Phệ Huyết Đồ là linh bảo chân chính, dưới sự thôi thúc của hắn ngược lại uy năng tăng nhiều. Mà bản mệnh pháp bảo Diệt Hồn Kiếm của hắn càng không cần phải nói, Viên Minh cảm giác được. Lấy tu vi hiện tại thôi động ba đạo phù văn thần dị phía trên, có thể phát huy ra hiệu quả sợ rằng vượt xa tưởng tượng. Chẳng qua hiện nay hắn còn không có đối tượng thử tay nghề, bởi vậy chỉ có thể đơn giản thử sơ một phen, sau đó dừng tay. Đúng rồi, đột phá Nguyên Anh kỳ, thần hồn lực của ta lại tiến nhanh, chẳng biết ngày nay dung hợp nguyện lực Bạch Ngọc Liên Đài, hồn lực có thể đạt tới trình độ nào. Viên Minh nghĩ tới một chuyện, lòng bàn tay mọc ra một rễ bất tử thụ thô to, rơi vào trên Bạch Ngọc Liên Đài. Ầm ầm, trong đài sen nguyện lực phun ra ngoài, rót vào thần hồn thức hải của hắn. Hồn lực hắn tăng vọt, rất nhanh đạt tới Miên Vu đỉnh phong, nhưng không dừng lại, tiếp tục tăng mạnh. Chẳng lẽ sẽ đạt tới cảnh giới Ngôn Vu? Viên Minh đại hỉ, ngưng thần vận chuyển Minh Nguyệt Quyết. Hồn lực hắn tiếp tục tăng lên, sau một lát mới dừng lại. Một cỗ hồn lực to lớn dũng động trong thức hải hắn, cường đại gấp bội Miên Vu đỉnh phong, mà hồn lực không còn hình thái nhẹ nhàng, dị thường ngưng thực, ẩn ẩn ngưng tụ thành chất lỏng. Hồn lực hóa lỏng, đây là tiêu chí Ngôn Vu. Đáng tiếc không thể triệt để hóa lỏng, chỉ có thể coi là nửa bước Ngôn Vu. Viên Minh vui vẻ nói. Hắn mở hai tay ra, hô hấp thật sâu. Bước vào tu tiên giới đến nay, lần đầu hắn nắm giữ lực lượng cường đại như thế, phảng phất thần chỉ chúa tể ngàn vạn sinh linh, mặc kệ Tịch Ảnh hay là những người khác trong Tuế Nguyệt Động, chỉ cần mình muốn, đưa tay là có thể diệt. Đây chính là cảm giác Ngôn Vu, một lời định sinh tử. Viên Minh cảm thán. Tịch Ảnh bỗng nhiên mở to mắt, nhìn lại Viên Minh. Cảm nhận được ba động hồn lực dọa người trên thân Viên Minh, trên mặt Tịch Ảnh vốn bình thản lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đạt đến cảnh giới Ngôn Vu. Không đúng, còn chưa phải Ngôn Vu, chỉ là nửa bước Ngôn Vu. Không sai, dựa vào nguyện lực trong Thâu Thiên Đỉnh, may mắn đạt tới mà thôi. Viên Minh thu hồi dễ bất tử thụ nơi lòng bàn tay, trình độ hồn lực hạ xuống cảnh giới Miên Vu. Trên mặt hắn lộ ra một tia dã rời. Lực lượng nửa bước Ngôn Vu quá mức khổng lồ, hồn lực hắn mặc dù đột phá Miên Vu, phương diện pháp tu cũng tiến giai Nguyên Anh, vẫn cảm thấy không chịu đựng nổi. Cho dù chỉ là nửa bước Ngôn Vu, cũng phi thường đáng sợ, ngươi có được lực lượng bực này, chúng ta đối phó bất tử thụ yêu càng nắm chắc hơn. Tịch Ảnh vui vẻ nói, Viên Minh cũng cao hứng, Tịch Ảnh chỉ điểm hắn một chút yếu điểm cảnh giới Ngôn Vu, hai người lại lần nữa tiến vào tu hành. Hai tháng sau, trong Tuế Nguyệt Động, hai đạo linh quang từ Hắc Bạch Thái Dương bắn ra, hợp lại thành thân ảnh Hắc Bạch Khí Linh. Sau khi nó hiện thân, bên cạnh lại có hai đạo quang mang lóe lên, Huyết Yến Đảo chủ La Tề cùng Ô Lỗ đồng thời xuất hiện, đi theo sau lưng Khí Linh. Ba người chẳng biết đã đi nơi nào, tu vi Ô Lỗ cùng La Tề so với lúc tiến vào Tuế Nguyệt Động tăng lên không ít. Ô Lỗ đã bước vào kết đan hậu kỳ, mà La Tề càng đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Chư vị, thời gian ước định đã đến. Kính xin mau tới đây gặp mặt. Khí Linh cao giọng nói, thanh âm truyền khắp Tuế Nguyệt Động. Chỉ giây lát sau, mấy đạo lưu quang từ các phương hướng Tuế Nguyệt Động lần lượt bay tới, rơi xuống trước người Hắc Bạch Khí Linh. Tới đầu tiên chính là đoàn người lộng chiều Tán Minh, so với lúc trước,
tu vi của bọn họ không biến hóa nhiều, tối đa cũng chỉ là pháp lực ngưng thực không ít mà thôi. Ở giữa đoàn người, Băng Ly và Lan Tiêu trông thấy Huyết Yến đảo chủ La Tề bước vào Nguyên Anh trung kỳ, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc và hâm mộ. Cả hai bị vây ở Nguyên Anh sơ kỳ thời gian cũng không ngắn, nhưng thủy chung không thể đột phá. La Tề lúc trước mặc dù tu vi giống cả hai, nhưng thực lực vẫn kém hơn một chút, ngày nay đạt được cơ duyên, ngược lại vượt qua bọn họ, điều này không khiến cả hai hâm mộ sao? Nhưng rất nhanh, đoàn người Minh Không Nữ Vương đến, Băng Ly và Lan Tiêu càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy trong ba người thì Bạch Lân Thượng Nhân đứng đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt nhìn như thản nhiên. Kỳ thực tươi cười đắc ý, gã xác thực có tư cách kiêu ngạo, dù sao hôm nay đã là một vị Nguyên Anh trung kỳ. Ha ha, mấy vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ánh mắt Bạch Lân Thượng Nhân đảo qua đám người. Băng Ly và Lan Tiêu quay đầu sang chỗ khác, không có ý trả lời, mà Nguyên Vô Cực thì ngay cả ánh mắt cũng không di động qua một chút, từ đầu đến cuối mặt không cảm xúc. Ngược lại là Huyết Giới Tôn Giả, ánh mắt đảo qua người Bạch Lân Thượng Nhân một lát, bỗng liếm liếm đầu lưỡi, nghe nói máu rắn đại bổ, chẳng biết Bạch Lân ngươi có nguyện ý chia một chút cho ta nếm thử không? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh tới lấy hay không? Bạch Lân cười lạnh một tiếng, nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa cả hai dương cung bạt kiếm, bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt vẫn còn Hắc Bạch Khí Linh đứng đó, bọn họ ngược lại ai cũng không dám động thủ. Sau một lúc lâu, mấy người Hắc Trúc Tẩu, Long Trùng cũng chạy tới, tu vi của bọn họ không biến hóa quá nhiều. Đám người gần như đến đông đủ, nhưng Viên Minh và Tịch Ảnh lại chậm chạp không hiện thân. Đám người chờ giây lát, thấy trên mặt đất trước mặt bỗng nhiên chui ra một thiếu nữ dáng người nhỏ bé tịnh lệ. Ở đây phần lớn là Nguyên Anh, nhìn ra trên thân nàng này còn quấn yêu khí. Ô Lỗ cũng nhận ra nàng là linh thú Hoa Chi của Viên Minh, nên đoạt trước mọi người mở miệng hỏi thăm. Hoa Chi, Viên đạo hữu sao còn chưa tới? Hoa Chi gãi đầu một cái, lộ ra vẻ dầu dĩ, ta cũng không biết, thần sứ mấy năm trước bảo ta tự mình tu luyện, về sau vẫn không gặp mặt. Ta còn tưởng rằng có thể ở chỗ này gặp lại ngài ấy. Nghe vậy, thần sắc đám người khác nhau, Hoa Chi đã đạt tới linh thú cấp 4, chính bọn họ sẽ không tùy ý vứt bỏ. Hú chi vật này còn là người hầu Minh Nguyệt Thần, Viên Minh là thần sứ, lại mấy năm chưa từng tới gặp mặt, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Có lẽ ngại Viên Minh là thần sứ Minh Nguyệt Thần, đám người cũng không hỏi nhiều. Về phần Hoa Chi làm một linh thú tại sao lại một mình xuất hiện, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng trước mắt cũng không phải đại sự gì cần thảo luận. Mà đúng lúc này, Hắc Bạch Khí Linh bỗng nhiên mở miệng nói, thời gian không còn sớm, các ngươi nên rời Tuế Nguyệt Động. Ai không đến, cũng không cần chờ nữa. Hắc Trúc Tẩu do dự một chút, bỗng nhiên chắp tay, tiền bối, Tuế Nguyệt Động do ngài trưởng quản, không biết có thể nói cho chúng ta biết hai người Viên Minh đang ở chỗ nào không? Bọn hắn không còn trong động. Hắc Bạch Khí Linh không giấu giếm, nói. Mọi người đều giật mình, Vạn Hoa Cô lập tức hỏi, vậy bọn hắn đi đâu? Đã tìm được biện pháp rời đi. Ta chỉ phụ trách che chở các ngươi 30 năm, trong thời gian này xảy ra chuyện gì ta không quan tâm, những vấn đề này cũng không liên quan đến ta. Hắc Bạch Khí Linh lắc đầu, đám người Hắc Trúc Tẩu nhìn nhau, sắc mặt đều trầm xuống. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 569, đến Bồng Lai. Tu vi của bọn Hắc Trúc Tẩu sớm đạt tới bình cảnh, nên không có nhiều tiến bộ lớn, chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào Minh Nguyệt Thần. Mà Viên Minh là Minh Nguyệt Thần sứ lại đột nhiên biến mất khiến tâm trạng mấy người đều nặng nề, chỉ im lặng không nói gì trở về. Thấy không có ai có dị nghị, Khí Linh Hắc Bạch vung tay lên, một bộ pháp trận truyền tống đen trắng xuất hiện dưới chân mọi người. Truyền tống này sẽ đưa nhóm các ngươi đến đảo Bồng Lai đảo. Về phần đến đó sẽ gặp phải chuyện gì, sống hay chết thì phải xem vận khí của các ngươi. Khí Linh Hắc Bạch thản nhiên nói, cả người nhoáng lên rồi biến mất. La Tề cũng theo Khí Linh Hắc Bạch biến mất, không còn lại chút dấu tích. Cửa vào Tuế Nguyệt Động cũng biến mất không còn thấy gì nữa, chỉ còn lại là một sơn động bình thường. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Vô Cực nhìn về phía Ô Lỗ. Tại hạ cũng không rõ, dường như đảo chủ và Khí Linh Hắc Bạch ước định gì đó với nhau, tiếp theo sẽ không đồng hành cùng chúng ta. Ô Lỗ đáp, lời này vừa nói ra, mọi người đều nhướng mày.
Đầu tiên là không thấy bóng dáng của Viên Minh và Tịch Ảnh đâu, tiếp đó là La Tề cũng biến mất theo khí linh hắc bạch, tâm tình mọi người đều bắt đầu nặng nề. Chư vị, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Thật sự đi khiêu chiến với bất tử thụ yêu. Đây là tồn tại phản hư kỳ, chúng ta chỉ là một đám tu sĩ nguyên anh kỳ, đừng nói phải đối đầu với bất tử thụ yêu mà thật sự còn chưa chắc địch nổi thụ yêu cấp 4 thượng giai nữa. Hắc Trúc Tẩu nói, lúc trước chỉ ở cửa vào Thâu Thiên Đỉnh đã có trọn vẹn 7-8 thụ yêu cấp 4 thượng giai, nếu không phải có phi tiễn từ Kim Quỳ Tiên Đảo bắn tới thì bọn họ đã không thể vào được trong động rồi. Trong lòng mọi người đều nặng nề, nhất thời trầm mặc. Minh Nguyệt Thần của các ngươi có chỉ thị gì không? Nguyên Vô Cực nhìn về phía đám người Hắc Trúc Tẩu, Bạch Lân Thượng Nhân. Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì của Minh Nguyệt Thần Đại Nhân, chúng ta cầu nguyện cũng không trả lời. Hắc Trúc Tẩu lắc đầu nói. Vừa nói được nửa câu thì cả người y đột nhiên chấn động, trong thức hải vang lên giọng nói hùng hồn của Minh Nguyệt Thần. Không cần chần chừ, tiến về Bồng Lai Đảo. Đám người Bạch Lân Thượng Nhân cũng đồng thời nghe được những lời này, gương mặt căng cứng đã thư giãn không ít. Nếu Minh Nguyệt Thần đã bảo chúng ta đi tới thì chúng ta đi thôi, thay vì ở nơi này không có đường thoát không bằng phóng tay đánh cược một lần. Hơn nữa hai kiện linh bảo hậu nghệ xạ nhật cung và bàn cờ lạn kha cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, để mặc cho một nhà bất tử thụ yêu độc đại. Nguyên Vô Cực nghe được Hắc Trúc Tẩu thuật lại lời truyền âm của Minh Nguyệt Thần bèn nói. Những người khác nghe vậy nhao nhao gật đầu, bước vào trong truyền tống trận. Khi tất cả mọi người bước vào trong pháp trận xong, truyền tống trận trong nháy mắt bộc phát ra linh quang chói mắt rồi lập tức ảm đạm xuống. Tất cả mọi người biến mất, truyền tống trận cũng chậm rãi ẩn đi. Giữa không trung chợt vặn vẹo, hai bóng người một bạc một xanh hiện ra, dừng lại trong tích tắc lại biến mất lần nữa. Mặt đất rìa ngoài Bồng Lai Đảo tản ra linh quang chói mắt, đám người Nguyên Vô Cực mới hiện thân chưa đứng vững đã nhanh chóng lia mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy ánh sáng trên đảo ảm đạm như thể hiện tại là ban đêm. Trên đảo, cây xanh phủ kín bầu trời, sinh cơ rào rạt. Thậm chí ngọn núi cao ngút tầng mây trên đảo cũng phủ đầy màu xanh, mây mù lượn lờ. Giữa không trung còn lơ lửng một mặt trăng tròn trắng ngần, đẹp không tả xiết. Đoàn người lại không có hứng thú vãn cảnh, ngay lập tức đưa thần thức dò xét xung quanh, chỉ sợ lọt phải ổ phục kích của bất tử thụ. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, quanh đây chỉ một mảnh tĩnh mịch không có bất kỳ dấu hiệu không ổn nào. Lúc này Viên Minh cùng Tịch Ảnh đang trốn trong Thâu Thiên Đỉnh. Hoa Chi đã biết được tình huống bên trong Thâu Thiên Đỉnh, Viên Minh cũng không kiêng kỵ nàng nên đã giấu Thâu Thiên Đỉnh trong pháp khí chữ vật của nàng. Túi linh thú chứa tam nhãn ô cưu cũng được treo bên người Hoa Chi để thuận tiện cho Viên Minh thi pháp. Viên Minh vận chuyển thần thức cấp bậc nửa bước ngôn vu, dùng tam nhãn ô cưu làm mốc tản ra phạm vi trăm dặm xung quanh, bao phủ lấy toàn bộ Bồng Lai Đảo. Sau một lúc, hai mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Trên đảo có rất nhiều bảo vật nhưng lại không có khí tức đặc biệt nào, đặc biệt là khí tức của bất tử thụ. Không phải nói bản thể bất tử thụ ở Bồng Lai Tiên Đảo sao? Sao lại không tìm được, chẳng lẽ ở dưới lòng đất? Hắn đưa thần thức xuống dưới đất dò xét. Thế giới dưới lòng đất tràn ngập vô số loại khí tức hỗn tạp như chọc khí, sát khí, nguyên tử lực, có thể cản trở thần thức thẩm thấu xuống. Nhưng hiện nay thần thức của Viên Minh mạnh mẽ vô cùng, lại có Thâu Thiên Đỉnh gia trì nên dễ dàng thẩm thấu được, đơn giản thăm dò vào trong lòng đất chừng 10 dặm nhưng hắn vẫn không thu được gì. Đến nơi này, hắn đã dò xét hết thế giới trong lòng đất, đi xuống thêm nữa chỉ toàn là khí lưu hỗn tạp với không gian lực, thoạt nhìn rất giống như hư không loạn lưu trong truyền thuyết. Chẳng lẽ Tam Tiên Đảo tồn tại trong hư không loạn lưu? Viên Minh chợt kinh ngạc. Không thấy gì dưới lòng đất, hắn bèn cẩn thận tìm tòi trên mặt đất, rất nhanh đã có phát hiện. Trong vô số cây cối xanh tươi khắp đảo bất chợt có vài gốc cây nhỏ màu xám, thoạt nhìn không có gì bất thường nhưng trong cây nhỏ lại ẩn chứa một tia khí tức của bất tử thụ. Khí tức này cực kỳ yếu ớt, nếu thần thức của Viên Minh không mạnh mẽ lại có Thâu Thiên Đỉnh gia trì như thế này, hẳn sẽ không thể nào quan sát được. Làm sao bây giờ? Hắc Trúc Tẩu ho khan một tiếng, nhìn về phía những người khác. Chúng ta đến đây để giết yêu thụ, nếu đã đến Bồng Lai Tiên Đảo rồi đương nhiên không có đạo lý sợ này sợ kia. Trước tiên cứ xem qua các nơi trên, đảo đã đi. Nguyên Vô Cực thản nhiên nói, cất bước đi về phía trước, ba người lộng chiều tán minh khác bèn đuổi theo sau. Những người khác thấy vậy cũng cất bước đi theo. Đoàn người có tu vi cao thâm nên nhanh chóng tìm tòi qua không ít nơi, rồi đi tới một cung điện vàng son lộng lẫy ngay dưới chân ngọn núi cao.
Bên trên cửa chính cung điện có treo một tấm bảng màu vàng viết bốn chữ lớn Bồng Lai Tiên Cung, phía sau là mấy tòa nhà nữa, nhìn qua như thể một trang viên. Hư không xung quanh trang viên lập lòe linh quang, có cấm chế khiến thần thức không thể nào tản ra được. Có điểm thú vị, Nguyên Vô Cực tế ra một cái khay tròn màu đỏ tươi bảo vệ bản thân rồi tiến vào trong điện. Xuyên qua đại môn sẽ thấy được một đình viện rộng lớn, hai bên là vườn hoa với rất nhiều hoa cỏ cây cối có vẻ ngoài đặc biệt. Có dây leo đỏ tươi, có trúc như ngọc tím, có linh hoa màu xanh huỳnh quang. Đây là xích xà đằng, to như vậy ít nhất cũng là linh dược 2.000 năm. Tử ngọc trúc, có tới 32 đốt, trúc này trăm năm mới mọc thêm một đốt à. Mấy cánh hoa xanh này cũng không tệ. Nhìn thấy linh hoa trong vườn, mọi người vừa mừng vừa sợ. Những thứ này ở bên ngoài thứ nào không phải là linh tài chân quý dị thường, vậy mà được trồng tùy tiện trong vườn. Đám người lập tức thi triển thần thông hái mấy linh hoa linh thảo này. Nhưng dĩ nhiên những thứ này đều có cấm chế, pháp lực đám người còn chưa đụng đến đã bị từng lồng ánh sáng vàng kim đánh bật ra. Một ngọn thương màu tím bắn ra đâm vào một màn sáng bao quanh một gốc linh thụ màu cam, thoáng cái đã đâm ra hơn 10 lần. Màn hào quang vỡ vụn, linh thụ màu cam lập tức bị bóng thương cuốn lấy, bị nhổ tận gốc kéo vào trong tay hoa chi. Một đạo đao quang màu đỏ tươi cũng chém lên trên một màn bảo hộ màu vàng kim khác khiến nó vỡ vụn. Là Nguyên Vô Cực ra tay chộp lấy gốc linh thảo màu trắng bạc bỏ vào trong túi. Những người khác thấy vậy vừa sợ vừa ganh ghét, cũng tế ra pháp bảo phá giải màn bảo vệ màu vàng kim này. Nhưng mà màn sáng này vô cùng cứng cỏi, ngoài Nguyên Vô Cực và Hoa Chi ra thì những người khác phải rất tốn công mới dùng pháp bảo phá vỡ được. Năng suất kém hẳn Hoa Chi cùng Nguyên Vô Cực. Hoa Chi không để ý tới người khác mà tiếp tục khống chế trường thương màu tím xuất kích bốn phía, dễ dàng đánh nát từng màn sáng bảo vệ màu vàng kim, thu lấy linh tài bên trong. Nàng ta làm sao làm được? Là do trường thương màu tím kia. Những người khác khó hiểu. Không ít người ánh lên vẻ tham lam trong mắt, nhưng nghĩ đến sau lưng nàng là Minh Nguyệt Thần đều nhao nhao từ bỏ ý định trong đầu đi. Ô Lỗ đương nhiên nhận ra Tử Tinh Cửu Long Thương là pháp bảo của Viên Minh. Y chỉ hơi nghi hoặc làm sao pháp bảo của hắn chạy tới tay Hoa Chi mà thôi, cũng không nghĩ nhiều mà tranh thủ thời gian đoạt lấy linh tài. Nguyên Vô Cực đảo thần thức qua người Hoa Chi cùng với lúc nàng xuất thủ, nhanh chóng phát hiện ra mánh khóe. Thì ra là thế, là dùng độc sao. Xung quanh Hoa Chi có rất nhiều giọt nước trong suốt lơ lửng, rơi xuống quanh màn bảo vệ màu vàng kim, là kịch độc trong suốt do Tử Cực Thái Tuế phóng thích ra. Hoa Chi dùng thuật cộng sinh dung hợp với Tử Cực Thái Tuế nên nắm giữ được năng lực này. Những kịch độc này không những có hiệu quả với sinh linh như người và yêu, còn có năng lực ăn mòn mạnh mẽ khiến màn bảo hộ bị lủng thành từng lỗ lớn. Dù cách này không hoàn toàn phá vỡ được màn bảo hộ nhưng đã đủ giúp Tử Tinh Cửu Long Thương có được chỗ sơ hở để công kích vào, dễ dàng phá vỡ màn bảo hộ này. Từng gốc linh tài không ngừng xuất hiện trong không gian Thâu Thiên Đỉnh, rơi bên cạnh Tịch Ảnh. Ngũ hành tạo hóa thụ cần rất nhiều linh thảo trên ngàn năm nuôi dưỡng mới nhanh chóng lớn lên được. Tịch Ảnh không khách khí với Viên Minh, thúc giục ngũ hành tạo hóa thụ, từng đoạn rễ cây ngũ sắc ngoi lên khỏi mặt đất quấn lấy đống linh thảo, nhanh chóng cắn nuốt linh lực bên trong. Toàn thân ngũ hành tạo hóa thụ sáng rực rỡ ngũ sắc, chậm rãi trưởng thành. Thật tốt, những linh thảo này giúp cho cú mang linh quyết của ta rút ngắn thời gian hoàn thành không ít. Tịch Ảnh lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng hai vườn hoa này không ít linh tài nhưng cũng vẫn không đủ cho đám người hái, chẳng mấy chốc đã bị hái sạch sẽ, trong đó hơn phân nửa rơi vào trong tay Hoa Chi. Xử lý vườn linh tài xong, đoàn người lại đi tiếp, rất nhanh tới sảnh đường đối diện vườn hoa. Trong phòng có mấy ghế gỗ màu tím sáng lấp lánh, nhìn qua không phải vật tầm thường. Trên vách tường ngoại trừ nến, tranh trang trí thì còn có bốn bức tranh sơn thủy cũng lượn lờ linh quang. Bên trong Bồng Lai Tiên cũng không cách nào thi triển thần thức nên không ai dám chắc trong phòng có cấm chế đoạt mạng hay không, cũng không dám tùy tiện đi vào. Hoa Chi cũng đang chần chừ thì tiếng truyền âm của Viên Minh đã vang lên trong thức hải. Trong sảnh không có nguy hiểm. Hai mắt Hoa Chi sáng rực, lập tức bay vút đi vào, hai tay bắn ra hai luồng sáng xanh quấn lấy hai bức sơn thủy trên tường. Hai bức tranh sơn thủy khác cũng bị Nguyên Vô Cực và Huyết Giới Tôn Giả ra tay đoạt mất. Sơn Hà Lưu Cảnh Đồ là một kiện pháp bảo chín đạo phù văn song thuộc tính thủy thổ, đáng tiếc cần có bốn bức hợp lại mới phát huy ra uy lực lớn nhất. Huyết Giới Tôn Giả cười ha ha nhìn về phía hai bức tranh trong tay Hoa Chi.
Hoa Chi không để ý đến uy hiếp của huyết giới tôn giả mà lật tay thu bức tranh vào. Những người khác thấy vậy thầm hối hận mình cẩn thận quá mức, để đám người Hoa Chi, Nguyên Vô Cực chiếm tiên cơ. Nhìn thấy trong phòng khách không có nguy hiểm, bọn họ vội vàng lướt vào trong vơ vét khắp nơi. Nguyên Vô Cực, Lan Tiêu, Băng Ly cũng không ở lại sảnh đường mà lướt vào hai bên sảnh tìm kiếm bảo vật khác. Chương 570, ngã ba đường. Trong lúc mọi người không e dè vơ vét, Hoa Chi lại không tham gia náo nhiệt. Bởi vì nàng được Viên Minh truyền âm, biết rõ nơi đây không còn bảo vật thượng thừa, lúc này vận khởi yêu lực tế luyện hai bức sơn hà lưu cảnh đồ. Bỗng nàng thấy một bóng người đứng trong sảnh không hề rời đi, chính là huyết giới tôn giả. Đằng yêu kia, thức thời thì giao hai bức sơn hà lưu cảnh đồ ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Huyết giới tôn giả nhìn Hoa Chi, trong mắt chảy xuôi từng tia quang mang khát máu, tựa hồ dục vọng giết chóc lại lần nữa bốc lên. Các hạ định không khách khí thế nào, ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Hoa Chi có Viên Minh là chỗ dựa, không sợ chút nào. Vậy thì ngươi đi chết đi. Trong mắt huyết giới tôn giả đại phóng huyết quang, nhai răng cười. Mặt đất bên chân Hoa Chi bắn ra một đạo huyết ảnh hình rồng, quấn quanh trên thân Hoa Chi. Nhưng Hoa Chi tựa hồ đã sớm biết công kích đến từ dưới mặt đất, lòng bàn tay hiện lên tử quang, tử tinh cửu long thương trống rỗng xuất hiện, kèm một tiếng đánh bay huyết ảnh hình rồng. Huyết ảnh tán loạn hiện ra bản thể, lại là cây quải trượng của huyết giới tôn giả. Sắc mặt gã trầm xuống, thu quải trượng lại, lập tức thân hình thoát một cái, hư không tiêu thất. Mảng lớn huyết vân sền sệt trống rỗng xuất hiện, gần như bao phủ toàn bộ căn phòng, tản mát ra mùi tanh khiến người muốn ói, đánh tới Hoa Chi. Một màn huyết sắc bao phủ toàn căn phòng, không khí trở nên nặng nề dị thường, từ bốn phương tám hướng đè tới Hoa Chi. Thân thể Hoa Chi bị đè ép không thể động đậy, tinh quang trên tử tinh cửu long thương cũng ảm đạm đi, tựa hồ bị khu vực huyết sắc chế trụ. Đây là huyết linh đại pháp trong hóa huyết công. Trong Thâu Thiên Đỉnh, ánh mắt Viên Minh híp lại. Huyết linh đại pháp là một loại bí thuật lợi hại trong hóa huyết công, lấy thực lực huyết giới tôn giả Nguyên Anh trung kỳ thi triển, một mình Hoa Chi đối phó khá là mệt mỏi. Nghĩ đến đây, hắn chợt vận chuyển kim quỳ ngự thú thuật, một cỗ pháp lực hùng hộ chui ra Thâu Thiên Đỉnh, dung nhập vào thể nội Hoa Chi. Yêu lực Hoa Chi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cấp 4 trung giai. Tử tinh cửu long thương trên tay nàng phát ra một tiếng gào thét, mũi thương bắn ra 9 đạo tinh quang hình rồng, đơn giản xé rách áp lực xung quanh. Cánh tay Hoa Chi khẽ động, tử tinh cửu long thương bắn nhanh ra như điện. Một đạo tinh quang chói mắt xé rách huyết vân phụ cận, đâm vào hư không nơi nào đó. Nhưng sau một khắc hư không vốn trống không hiện ra một vệt máu tươi, thân thể huyết giới tôn giả trống rỗng toát ra, cánh tay phải thình lình đã bị tử tinh cửu long thương xoắn đứt, kêu thảm bay rớt ra sau. Chỗ lợi hại nhất của huyết linh đại pháp là có thể ẩn nấp thân hình người thi pháp, trong Bồng Lai Tiên Cung không thể triển khai thần thức. Vốn là nơi thích hợp nhất thi triển huyết linh đại pháp, nhưng vận khí huyết giới tôn giả thực sự hỏng bét, lại gặp phải Viên Minh. Đối mặt Thâu Thiên Đỉnh gia trì thần thức, ngoại trừ độn thiên thạch phù trong tay Ô Lỗ, bất luận thần thông ẩn nấp nào đều là phí công. Hoa Chi khẽ vẫy tay, tử tinh cửu long thương bay vụt về, thuận tiện mang theo cánh tay cụt của huyết giới tôn giả. Hoa Chi gỡ xuống nhẫn màu máu trên ngón tay cụt, đó là pháp khí chữ vật của huyết giới tôn giả. Huyết giới tôn giả nhìn thấy cảnh này, hai mắt mở trừng trừng, trong mắt gần như muốn phun ra lửa, nhưng không tiếp tục xuất thủ. Vừa rồi Hoa Chi xuất thủ, trước mắt gã đột nhiên hiển hiện vô số huyễn tượng, nếu không phải thời khắc sống còn huyễn tượng đột nhiên biến mất, gã kịp thời di chuyển, thì đã bị xoắn nát đầu rồi. Vừa nghĩ đến đây, phía sau huyết giới tôn giả cả kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chuyện gì xảy ra? Đám Hắc Trúc Tẩu, Nguyên Vô Cực bay tới. Nhìn thấy huyết giới tôn giả đoạn mất một cánh tay, trên mặt Băng Ly lộ ra vẻ giận dữ, Lan Tiêu thì nhíu mày. Nguyên Vô Cực cũng nhíu mày, bọn y nghe được âm thanh giao thủ trong phòng, lập tức lao tới. Trước sau chỉ tốn một hai cái hô hấp, nói cách khác Hoa Chi chỉ dùng một hai hơi đã đánh bại huyết giới tôn giả. Trong mắt Nguyên Vô Cực lướt qua một tia kiêng kỵ, cho dù y xuất thủ, cũng chưa chắc có thể trong một hai hơi đánh bại huyết giới tôn giả. Thực lực linh sủng này lại tăng lên, hay là Minh Nguyệt Thần âm thầm ra tay. Mặc kệ là nguyên nhân nào, với y đều không phải là tin tức tốt. Huyết giới đạo hữu muốn xem một chút năng lực của tiểu nữ tử đành hai tay phụng bồi mà thôi. Hoa Chi ném tay cụt trong tay tới, hời hợt nói.
Huyết giới tôn giả tiếp được tay cụt, sắc mặt u ám, không nói một lời. Nếu chỉ trao đổi, vậy dừng ở đây đi. Ngày nay chúng ta có chung địch nhân, không nên nội đấu. Nguyên Vô Cực mở miệng nói, đó là tự nhiên. Hoa Chi tất nhiên đáp ứng. Huyết giới tôn giả cầm tay cụt nhấn lên trên chỗ cụt tay một cái, một đoàn huyết quang nhúc nhích xuất hiện tại chỗ gãy tay, rất nhanh biến mất, cánh tay nối liền lại. Trả lại nhẫn chữ vậy cho ta. Gã hoạt động cánh tay một chút, đưa tay về phía Hoa Chi, lạnh lùng nói. Không biết có phải do tay cụt trọng thương hay không, sát cơ trong mắt huyết giới tôn giả tiêu tán hơn phân nửa, cũng khôi phục bình tĩnh. Các hạ đã xuất thủ với ta, vậy phải trả giá đắt, nhẫn này ta mang theo trên tay, ngươi có năng lực thì chặt cánh tay của ta, lấy về cả lãi lẫn gốc. Hoa Chi mang nhẫn lên tay, hóa thành một đạo lục quang bắn ra phía ngoài. Đám Bạch Lân thượng nhân, Hắc Trúc Tẩu biết rõ thân phận Hoa Chi là nô bọc Minh Nguyệt Thần, vội vàng đi theo. Ô Lỗ nhìn lướt qua các nơi trong sảnh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, sau đó cũng đi theo, trong sảnh chỉ còn lại bốn người Lộng Triều Tán Minh. Sắc mặt huyết giới tôn giả xanh xám nhưng không xuất thủ. Lão nhị, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Vô Cực hỏi. Huyết giới tôn giả hít một hơi thật sâu, miễn, cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, kể lại chuyện mới vừa rồi. Nếu vậy, là ngươi không đúng. Lúc trước ta đã dặn, không nên tùy ý xung đột với người Minh Nguyệt Thần, vì sao ngươi không nghe? Nguyên Vô Cực trầm giọng nói. Huyết giới tôn giả nghe vậy, sắc mặt càng thêm u ám, nhưng không lên tiếng. Đại ca, nhị ca bị công pháp liên lụy, có đôi khi khó mà khống chế sát cơ, cũng không nên trách cứ huynh ấy. Băng Ly hòa giải. Lan Tiêu nghe lời này, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Công pháp liên lụy. Ta thấy hắn là thèm muốn đám linh thảo mà lúc trước Hoa Chi đào được, không ngờ đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không sửa được lòng tham thiển cận. Nguyên Vô Cực khẽ nói, sắc mặt huyết giới tôn giả dần dần xanh xám, tựa hồ bị Nguyên Vô Cực khơi dậy chân hỏa. Thôi, chuyện của ngươi chính ngươi tự quyết đi. Nguyên Vô Cực nhìn thấy huyết giới tôn giả như vậy, không nói nữa. Nhị ca, đại ca cũng là vì tốt cho huynh đệ chúng ta có lời gì thì cứ nói thẳng. Băng Ly đi đến cạnh huyết giới tôn giả, thấp giọng nói. Huyết giới tôn giả gật gật đầu, vẻ mặt hòa hoãn không ít. Nhị ca, huynh không sao chứ? Băng Ly dò xét huyết giới tôn giả, ân cần hỏi han. Tổn thất chút nguyên khí mà thôi, không đáng nhắc tới. Huyết giới tôn giả lắc đầu. Hòa huyết công của huynh đã đại thành, đằng yêu kia chỉ là cấp 4 hạ giai, vậy mà có thể thương tổn được huynh, không phải đùa nghịch ám chiêu gì chứ. Nếu như nàng ta thực dùng thủ đoạn hèn hạ, Lộng Triều Tán Minh chúng ta cũng không phải dễ trêu, nhất định phải để nó trả giá đắt. Băng Ly căm phẫn nói. Huyết giới tôn giả im lặng một lát, cẩn thận kể lại chi tiết lúc chiến đấu với Hoa Chi. Như thế xem ra, đằng yêu kia cũng không dùng ám chiêu, hẳn là mượn lực lượng Minh Nguyệt Thần. Nguyên Vô Cực nói, đám gia hỏa này chỉ biết dựa vào ngoại lực, đúng là chẳng biết xấu hổ. Băng Ly xì một tiếng khinh miệt. Mặc kệ là lực lượng của mình hay là ngoại lực, có thể nắm giữ ở trong tay chính là thực lực. Minh Nguyệt Thần tựa hồ khá yêu quý nàng này, về sau chớ tranh chấp với đằng yêu kia. Nguyên Vô Cực dặn dò. Ba người khác nghe vậy, đều đáp ứng một tiếng. Đại ca, Minh Nguyệt Thần kia thường xuyên xuất hiện, chứng tỏ hắn tất nhiên ở trong bí cảnh Tam Tiên Đảo, có phải do những người này giả trang không? Lan Tiêu hỏi. Nguyên Vô Cực cũng hoài nghi, trong thức hải hiện lên hình ảnh Viên Minh và Tịch Ảnh đã biến mất, hoài nghi trong hai người có người nào đó chính là Minh Nguyệt Thần, chỉ là nhất thời cũng không có chứng cứ. Y không hao tâm tốn sức, dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, bước ra phía ngoài, đám Băng Ly vội vàng đuổi theo. Huyết giới tôn giả nhìn bóng lưng Nguyên Vô Cực, đáy mắt hiện lên một đạo ánh mắt lành lạnh, chỉ là thoáng qua. Đám người vơ vét sạch sẽ các nơi, dọc theo con đường lát đá sau căn phòng tiến lên, rất nhanh dừng lại. Đường lát đá phía trước xuất hiện ba lối rẽ, mỗi lối rẽ đều đứng vững một tòa bia đá, chia ra viết Thường Thanh Viên, Lưu Kim Điện, Hắc Vân Tháp. Cuối mỗi con đường mơ hồ nhìn thấy một chỗ kiến trúc lâm viên, một tòa cung điện màu vàng óng, cùng một tòa tháp cao màu đen. Nơi đây thần thức cũng không thể triển khai, không cách nào dò xét. Ba nơi này thoạt nhìn không giống phàm địa, hẳn là có bảo vật, chúng ta đi trước một bước. Nguyên Vô Cực nói một tiếng, mang theo đám huyết giới tôn giả bước về phía con đường Hắc Vân Tháp. Trong Thâu Thiên Đỉnh, Viên Minh im lặng không nói. Khắp Bồng Lai Tiên Đảo lộ ra quỷ dị, đám người cùng một chỗ hành động sẽ an toàn hơn.
Chỉ là đám Lộng Triều Tán Minh cũng không phải là tín đồ của hắn, lúc trước lại có không ít ân oán cắt không đứt, cho nên mấy người chọn rời đi, hắn cũng không có lý do ngăn cản. Chúng ta đi Thường Thanh Viên đi. Hoa Chi được Viên Minh chỉ thị, nói. Bọn Hắc Trúc Tẩu không dị nghị, cất bước đi theo. Bạch Lân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương, Tráng Hán Thủy Viên tộc lại không đuổi theo. Bạch Lân, Hắc Trúc Tẩu hỏi. Nơi này đã có ba nơi, chúng ta cũng chia ra hành động đi, ba người chúng ta đi Lưu Kim Điện bên kia nhìn xem. Bạch Lân Thượng Nhân nói như thế. Bạch Lân, Bồng Lai Tiên Đảo này là địa bàn bất tử thụ, trước mắt mặc dù thoạt nhìn an toàn, nhưng nơi này khẳng định không phải nơi thái bình, chúng ta vẫn nên cùng nhau hành động mới an toàn hơn. Hắc Trúc Tẩu vội vàng khuyên, hảo ý Hắc Trúc đạo hữu, chúng ta tâm lĩnh, chỉ là chúng ta tới Tam Tiên Đảo là để tầm bảo, há lại không bốc lên một chút phong hiểm. Bạch Lân Thượng Nhân trực tiếp cự tuyệt, các ngươi muốn chia ra hành động sao? Thanh âm Minh Nguyệt Thần vang lên trong thức hải ba người Bạch Lân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương. Minh Nguyệt Thần đại nhân, trên mặt ba người Bạch Lân Thượng Nhân biến sắc. Bọn Hắc Trúc Tẩu nhìn thấy phản ứng của đám Bạch Lân Thượng Nhân, cũng ý thức được cái gì. Mặc dù không nghe thấy Minh Nguyệt Thần truyền âm, vẫn lộ ra vẻ cung kính. Minh Nguyệt Thần đại nhân, cũng không phải là chúng ta không muốn đồng hành, nhưng đằng yêu kia của ngài có thủ đoạn thu lấy bảo vật quá lợi hại, chúng ta đi theo nàng, chỉ sợ không chiếm được gì cả. Bạch Lân Thượng Nhân nhìn Hoa Chi một chút, trả lời trong thức hải. Các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.